Ô. Ba Chim cái đồ chim vào. alo di tích rồi ba ba ba. Xin chào. Số 1 Tôi là luôn Quang là đập Tuân. phát. Ok, Uầy, con số số 3, 3 số là gì? 3. Con số Số 6 lại là số 3 là gì số anh? 2. Mốt mới Số à? chọn rôn anh ạ, số chọn rôn. Số À, 1, số số 1 đẹp, là số mới đẹp à? đấy, số 6 đẹp. Ồ. Nó vẫn Tôi thế là nè. quân Rồi sao, quá ám sát rồi. Chung chiến Quá ám sát luôn rồi, nhanh thế. Đặt rôn luôn. Tôi là chung chiến ngốc. là ám sát. Rồi, ngẫu nhiên đi. Mày cẩn thận đấy, bố béo. Thành Ừ. xa rồi mà. Ui, tăng hình kìa. À, anh độ số 3, anh độ Tao tăng số hình. 2, tao ngẫu nhiên mà. Anh độ với được số phải 3 số 3 nha. sao? Ron Việt mặt thế. Mày nói đùa đấy, tao số 5. Đây, tao ngẫu nhiên này. Chọn gì bây giờ ta? Anh độ ngẫu nhiên chọn số 3, anh độ bảo thôi ngẫu nhiên đi à. Đây, anh độ số 6, anh độ số 6 rồi. Thôi, bây giờ tao ra thật này, số 7 này, tao ngẫu nhiên luôn này. Điều này, điều này, điều này, điều này. Hai chồng. Ô, đúng thật. Tôi cũng nhiên thật. Nhưng mà Em số hơi 8 delay nhá. anh ạ. Địt mẹ người Nào Canada em cay. Ông nào chọn ngỗng ba gang nhỉ? Mẹ. Con chú ơi. Còn thế chọn mẹ cũng thường cứ nó đỡ hơn được mẹ. Không, nhưng mà nó vẫn là rôn mà chú. Gì à? Ủa, nhưng có cao thủ là sẽ giết được sẽ giết được mình mà không bị report đấy. Mình quét sân luôn nhỉ? Hai giờ nha, bắp nha. Đúng 2 giờ chơi nha, mấy giờ rồi? Bây giờ 12 rưỡi đúng không? Chơi Việt đúng 1 tiếng rưỡi. Sau đấy là chơi... Người đi trong đêm mưa gió buồn. Người đi trong đêm mưa gió buồn. Yo. Hello anh nhá. Uầy, mày vừa làm nhiệm vụ của Việt đúng không? Đúng anh. Cứu mới, cứu mới. Cứu mới chúng mày ơi. Cứu, 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 cứu. Cứu với. Ôi, cứu 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 mày, cứu mày, cứu mày. Ui giời ơi. Cứu sao đây anh? Mẹ cứu à, cái gì đấy? Kinh khủng lắm. Đi 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 đi. Ba anh em kết nghĩa nhau. Thằng Phát nó vừa lùa tao xong. Kết nghĩa nha. Anh ê ê ê. Từ từ đã. Từ từ nhặt nhặt đồ, nhặt đồ, nhặt đồ. Nhặt thôi, nhặt thôi, nhặt thôi. Đi 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 đi. Đây 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 đây. Tôi. Nước này, nước này. Thằng béo nó lùa anh à? Ờ, thằng Tùng béo vừa lùa anh xong, kinh vãi đái. Đây này, không cho anh hỏi cái cửa này này. Sao cửa đéo mở nhỉ? Đường này không đi được chứ thôi. À, đang bị đóng hay sao chứ đúng không? Đi 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 đường phòng, đi đường phòng. Nhanh nhanh hết giờ anh, 30 giây. Kịp kịp kịp, yên tâm. Vương đấy, đấy, thấy chưa? Xong rồi đấy. À đây có người làm không? Ở bên này. Đứng lên ui ui ui, đồng đấy. À, mẹ ở thằng Phát đấy, mày lùa tao nhá. Hồi nào này? Ủa, em lùa anh là bao giờ? Đồng thế à? Hồi nãy trên kia là rất là đông nhá, mà dưới đây làm nhiệm vụ rất là nhanh, và nằm trong những người khác thôi. Ủa, cái cửa này vừa rồi đóng anh độ nhớ không? Sao bây giờ lại mở đây? Ừ, đéo hiểu. Ôi, đấy, giờ đóng rồi anh. Lại đóng anh. Anh nghe đóng luôn đấy. Lại đóng đấy. Lòn. Lòn rồi. Bột tai bà lòn. Em không biết đánh giám. Ôi, khổ cả. Em cứ tưởng em nuốt em vào bụng trong cái lúc mất điện, nhưng mà Pep đi ngang qua chém chết anh qua 1k thế em chui ra anh chưa em nói mọi em người đi bot luôn là là em là vip này em dẹp cả này khó đấy, cả này phá đấy, cả này khó đấy, cả này khó bằng chỗ đấy. Nói cái gì nữa khéo, bây giờ thôi nhờ khéo. Thôi nhờ em thì cả mọi người nhá, là có mỗi ông ấy chạy ở đấy thôi, thôi em nhận luôn em là vịt. Ừ. Mà em chém thế nào bọn mình lại lòi ra. Bạn mày là ai? Khai ơi. Bạn đi git này. Bạn mày là ai? Phải lộn đề. Bạn mày là ai? Chưa chưa chắc lại lịch git. Một là nhím, hai chị Miu. Hai chị chết rồi mà. Nhím chết rồi nha. Từ 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 từ. Nhím chết rồi kìa. Bốt nhím nha. Mày cứ lên tuyên đi. Chứ đa đa mà đúng không? Quá, từ thằng nhím chết lúc nào chứ? Không, không phải đa đa. Mẹ
em anh à, Quang nuốt em mà anh Quang còn trêu em thôi, anh Quang cười ha 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 mà. Anh Quang cười vui lắm. Cười. Cười lắm. Làm đẹp. Đáng đời, đáng đời. Ủa là chắc không có ám sát đâu nhỉ? Có ám sát. Đó, có ám sát đấy. Nhưng mà ba anh em mình chắc chắn không có ám sát. Ám sát đầu tiên mà. Đây từ từ, chúng mày trông ra đập chuột phát được không? Ghê. Ba người ghê đéo gì. Ok. Hơi ghê, này ghê. Đi đi lên 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 lên. Ấy, ba anh em mình trông có vẻ lê gít vẻ cứt này. Ui, thôi. Châm lửa đi Huy. Trong đám trên có lúc hồi nãy có nhiệm vụ dưới nhanh lắm, có ai để ý là ở dưới có ai xuất hiện chưa? Bọn anh đi chung mình. Tao xuất hiện ở dưới cùng. Tao xuất hiện ở dưới cùng này. Xong rồi tao gặp thằng Phát. Xong thằng Phát nó đang làm cái nhiệm vụ vịt ở bên trên, là cái nhiệm vụ có cái dơ le điện ở trên này này. Xong tao bảo là à mày làm nhiệm vụ vịt. Xong nó bảo đúng rồi, thế là tao chạy luôn. Ủa thật. Em thấy Phát lên đây nhanh lắm mà ta. Em có thông tin này. Hơi ghê nhỉ. Em thấy mất điện thằng Tài, nó chạy xuống dưới này. Không, bây giờ nó lại đi từ bên này sang. Vừa thấy chip già đầu đấy, hai chip già chết mẹ rồi. Thằng nghĩ là anh vô. Anh chạy tự tin lắm. Ê, làm nhiệm vụ này cái. Đây này. Lúc ấy thằng Phát nó làm cái nhiệm vụ này này. Nó làm nhiệm vụ này này. Hả? Vụ nào anh? Nhiệm vụ này có phải nhiệm vụ vịt không ta? Không phải, từ từ tao làm nhiệm vụ này. Đây này, lúc ấy nó làm nhiệm vụ này này. Đây này, lúc ấy nó làm này này. Ủa cái này nhiệm vụ vịt thì sao á? Thì nó nhiệm vụ vịt mà, xong tao bảo là nhiệm vụ vịt xong rồi. Xong rồi nó bảo là ha 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 đúng rồi đấy, xong tao chạy luôn mà. Ui ôi. Ủa sao tôi lại report nhỉ? Ủa ám sát. Tài là người Canada rồi. Thằng Tài cây nó vừa đứng cạnh anh em mình mà. Có cao thủ đứng đó giết. Nhưng mà lúc này ấy, có cao thủ thì... rồi. Nhưng mà lúc này ấy là anh Khôi anh Đồ với em đứng chung với nhau, chỉ có Nhạc đi ra đi đâu này. Đúng. Vọc Nhạc không đi làm. Đúng. 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 Vô không kịp. Trời ơi. Bọn con đi. Bọn con vô không kịp. Không đúng. Hồi nãy. Không, hồi nãy Tài còn sống. Thề luôn ấy. Vừa mở cửa xong Tài chết. Ok à. Tức là đây nhá. Anh Độ là em này, thằng Huy Huế với anh Chi cần kẹt bên trong. Đúng. Đúng không? Nhạc nhạc từ bên ngoài vào. Đúng. Cốt rồi đi. Nhưng mà em không có giết, trời ơi, tin em nhưng mà em. Bây giờ role của em, role của em dễ nhận biết lắm. Mọi người. Bây giờ em chứng minh role của em được. Role của em chỉ cần bị một cái thôi. Mọi người đi. Bây giờ em nhanh lên, mày đào nhanh lên nhỉ. Anh Khôi không đủ. Nhưng mà nãy Tài hồi nãy là còn sống. Chắc chắn là có một con vẹt rồi. Đúng. Họ nói em còn sợ Tài giết em cơ nên em chạy. Chỉ có duy nhất mỗi thằng Bô đi lẻ thằng thôi. Bô. Đúng, không phải thằng Bô đâu. Không, cả. Nhưng mà cái xác này nó lại chết ở chỗ bọn anh cơ, bởi vì thằng Tài đứng cạnh bọn anh. Không phải thằng Bô đâu. Không phải là Tài đứng cạnh. Chỉ có một mình thằng Bô đi lẻ thôi. Tài chắc chắn là đứng bên ngoài đấy, không đứng bên trong đâu. Bây giờ là người dân em. Thế nên là chú chỉ ghi mỗi thằng Nhạc thôi. Report, đúng phải không, chú? Không, nếu mà suy ra 4 người trong kia không phải, nhưng mà ai ở ngoài ấy, nhưng mà không phải em đâu mọi người ạ. Thằng Bô đi lẻ. Không phải tôi. Tin em. Không phải đâu. Bốt cùng cắt các tàu dần. Thằng Bô Mai không bốt à? Không phải em đâu, trời ơi, em là rung. Em có biết ai đâu. Em chết. Ủa? Ủa? Bốt lại bằng nhau nhờ? Có hiểu lắm. Cái nào nhờ? Cái Nhạc đó là sắt cái gì? Đi. Ơ kìa, sao tao lại nguy hiểm? Ê Huy ơi, đi, tao với mày đi tìm thằng Nhạc nói chuyện phải quấy đi. Tại nếu mà Nhạc không phải là vịt thì Nhạc bị report rồi. Khoa học đến, cẩn thận. Đấy, cái ai chém em đấy, chứng minh lỗi. Ông lúc này là bị cao thủ giết chứ không phải tăng hình đó nè. Nhưng mà có mỗi thằng Nhạc ở ngoài thôi, nếu như mà thằng khác giết đi, thằng Nhạc nó phải nhìn thấy có một thằng ở đấy nữa. Đúng rồi. Em nghĩ là Nhạc đấy. Nhưng mà Nhạc không giết thì Nhạc đi ngang sát lấy xe đi bọt mà. Nhạc kiểu cố giải thích ấy, nhưng mà kiểu giải thích nó bị ấp úng lắm. Như nào nhỉ? Kiểu thôi. Nó tìm lý do ấy. Di chuyển anh Quang em sợ lắm. Ui.
Tại sao lại đứng yên? Chị Trang kêu đứng yên làm gì? Để tao check mày. Ủa? Trời ơi, ủa? Nếu mà chị Trang không giết thì pha đó là anh Khôi giết rồi. Thì chắc là thế thôi, ủa? Bởi vì là mày cũng đang, ủa? Di chuyển. Chắc là thế thôi. Ừ, em đang di chuyển, em đang bên trái từ qua đúng không? Cái này khó hiểu. Anh hai đứa mày bên trái qua này. Em đang bên trái qua mà chị Trang từ bên phải qua mà chị Trang nó là chị Trang chắc em thì bên phải có anh Khôi thôi. Vừa đứng đấy là có anh Hiếu này, anh Chip này, Trang này, Vĩnh Nhạc này. Thôi rồi đi ra anh với anh Phát chạy. Thế thì chỉ có anh Hiếu hoặc là anh Khôi thôi. Nó đâu phải anh đâu mà. Anh Khôi này đang chạy ra bên phải. Anh đang chạy ra bên phải. Anh Hiếu là gì, anh Khôi? Anh đang chạy ra bên phải luôn. Anh là gì? Bây giờ có thằng bắn, còn thằng bắn súng không? Anh Khôi là gì? Còn đấy. Còn nhưng mà pha này chị Trang chưa chết thì chắc là không sao. Thôi được rồi, em nhận. Em có thể giết một người. Anh có thể giết một người hả? Là cái role gì ạ? Mình nói luôn đi ạ. Nói thì tôi nói lộ, nó bắt bỏ mẹ. Là dân phòng. Cảnh sát trưởng hoặc dân phòng. Nói thế, đó, em anh nói nửa. Em cứ 50-50, cứ 50-50 đây. Giết một người. Anh Khôi lại 50-50 lắm rồi. Vì mà là cái pha này là anh với Phát là giết rồi nha. Pha này mình là mẹ. Ủa? Bây giờ chỉ còn hai bên phải luôn rồi. Pha này loại trừ hết đi, còn mỗi mấy thằng này đâu đó à? Bốn anh em mình lại đứng với nhau vớt mẹ Khôi đây. Từng người một loại ra, tại năm thằng tao đi với nhau rồi, năm thằng tao legit về đây. Thế thì thằng nhạc nó liên quan. Yên tâm, mày cứ nhắm mắt xuôi tay đi, bọn tao giết từng thằng một nhá. Yên tâm này. Yên tâm. Em Độ với cả anh Thế Bully với cả anh Quang này. Anh hãy hy sinh đi. Bởi vì rõ ràng là lúc đấy việc liên quan đến vụ chết trước, xong vụ này chết tiếp. Yên tâm rồi, bọn tao xử từng thằng một nha. Mày yên tâm nhắm mắt đi. Còn chị Trang làm chứng cho em hỏi. Vô lý lắm. Tao chỉ thấy mày đi lại, tao không thấy mày giết. Đúng rồi, đây. Vô lý lắm à. Vô lý. Ơ đây, mấy anh em bây giờ làm nốt cái nhiệm vụ này. Ê, cắt tao, cắt tao bớt. Mẹ em sao càng làm càng ra nhiều nhiệm vụ là thế đéo nào nhở? Cảm ơn bạn Khôi chưa? Ôi, đứng với nhau là được. Anh nghĩ là kiểu này mà. Ô kìa. Đi bè con đéo nhìn được thằng nào giết mình luôn ạ. Anh còn chả thấy ai cả. Mẹ thằng bố béo á. Thằng bố béo, tụi bé ơi, thằng bố béo chết. Giết rồi. Thấy thằng bố béo chết. Thằng bố béo anh Quy. Chắc chắn thằng bố béo anh Quy. Thằng Quy cái gì? Anh Quy cái chết kia là cũng đứng chung với lại. Nãy giờ tao với anh Đồ tin tưởng nhau thôi thì tao giết anh Đồ làm gì? Thì anh giết anh Đồ mà được rồi. Bọn tao đi cùng nhau một đoạn cả thằng Huy các thứ rồi. Thầm thế mẹ. Lúc đầu em đã bảo là hốt nó rồi. Đầu rồi. Biết nó từ đầu. Cái thằng này dịch voi này. Dịch voi à? Thôi mệt voi à? Thì thôi rồi. Thế mà nó bảo đi canh cho nó để nó làm nhiệm vụ. Thế thì nó thịt mình. Nó dù mày xuống để nó giết ấy. Tao toàn tách mà, tách lẻ ra mà. Thế thì nó thịt mình, sợ thật. Ủa tân chồng rồi em. Hết rồi. Anh Quang bút cây MVP mà. Quang đỉnh á. Thế anh Khôi là con vịt kia còn lại rồi. Không lệch được. Em gì em dễ đép rồi, ám sát rồi. Chưa biết đá. Nói chung là cuộc đời là cũng hơi đen thôi anh Khoa. Em đúng cái con đen lắm. Đen thôi làm gì giờ. Đông. Em còn cố tình không bắn để mọi người nghi còn ám sát rồi. Tỉnh thế rồi. Mày đây. Chết con mẹ. Không nè. Không, nhưng mà anh em dúi Khôi à? Khôi nó dỗi rồi, nó không chơi rồi. Ơi đéo ấy, quả đấy mẹ loại trừ ra thì đúng rồi, còn đéo nữa. Mà có gì đâu. Quay quá. Thằng nhạc nó chạy từ trái sang thật của anh. Quay em là em giết đây. Sao em núp ở ngoài cái kia ấy. Một người ra tự báo luôn rồi. Ai giỏi kích luôn. Và bọn em giết anh Khôi là suy luận logic mà anh Khôi. Có gì đâu. Đi. Anh Khôi hai đôn là cũng hơi là giỏi cái đây. À, mà lại còn đi, câu giờ đi, nữa, đi, câu giờ đi, nữa. Đúng rồi, khoát. Lại phải bắn trước thằng nhạc đục 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 khai rốt. Một người lại tiếp. Anh em mà muốn win là chơi hay ODIP anh coi ơi. Ông dọc cái nhạc này hit mà. Trời ơi, số 2, đầu phát. Còn mạnh số 1, thi 3, của toa. Số 2, thi 3.
Ôi mẹ mình số 7 Ronaldo siêu. Số 10 Wayne Rooney. Có cao thủ lộc của Amsterdam không ta? Chọn gì đây ta? Thằng Hiếu. Thằng Hiếu số 9 hay sao? Thầy số 9 lâu lắm này, mẹ em chơi em lúc 2 game này. Tao số 1. Không, anh chip. Gì? Mẹ. Ủa mọi người ơi, có cao thủ vậy? Đúng rồi. Bây giờ giờ lâu lắm chưa chơi game rồi. Cao thủ. Ôi, mùa đông kìa. Nhầm, ám sát. Không có ám sát. Chưa biết được. Ai chọn chim bồ câu đấy? Anh Hiếu. Anh Hiếu ơi. Không, anh không chọn bồ câu. Anh nói anh Huy, nha, anh Huy. Anh Huy bảo chơi Huy chọn chim bồ câu. Anh từ chối. Bạn đứng ra. Anh biết luật mà. If you happy and you know, cặp giao hẹn. If you happy and you know, cặp giao hẹn. If you happy and you know, very very anh thì xấu. If you happy and you know, cặp giao hẹn. Kẹp. Ok. Ôi, nhặt chuông. Chuông là cái gì? Chuông ở đâu? Ở xong rồi. Xong mẹ rồi. Xong rồi. Cái này cái. Qua đứng yên không? Tao. Di chuyển. Nhìn đứng im. Ôi, em đang làm nhiệm vụ nha. Mày có thể di chuyển chung thì không sao bạn ơi, mình còn làm được nhiệm vụ. Cho chúng mày canh cho làm cái nhiệm vụ cái được không? Em cho em lên level. Xếp cái này hơi lâu. Lâu tẹo nó chém chiếc bẹ à cây này. Xung quanh mày khoảng 10 năm nữa mày sợ cái đéo gì? Vớ vẩn. Người nước ngoài, tôi là người nước ngoài. Anh là người nước ngoài. Dê. Tôi là người nước ngoài. Hả? À đây. Cái gì vậy? Lần. Đi mà. Đây. Cái mừng cái gì vậy? Qua đi có phải. Giết hộ. Ai. Giết người. Ai. Tao nhìn thấy thằng Tài giết. Đéo thể nào nhầm được. Nó chém phượt một cái ngay trước mặt tao, lúc này tao đang vươn mới chạy xuống xong tao nhìn thấy luôn. Anh cậu giết đấy. Là sao? Anh giết. Từ từ nhá, bọn em thì anh giết. Mày có thể nói là ai giết được ông Độ? Thằng Tài, tao vừa chạy từ trên xuống thì thấy thằng kia đang lau cái tượng, xong thằng Tài chém phượt một phát. Thằng Tài chém phát. Anh đứng điêu. Cái xác ở đâu anh ơi? Cái xác ở đâu đấy? Ủa? Nó trốn ở trong đấy nhưng mà thực ra nó nhảy ra là nó tự chết luôn. Chứ em không chém đâu anh ơi. Mà em chém trước. Sao tự chết được? Mẹ. Ủa? Nhưng mà đéo ai tin tao à? Em không tin anh Độ. Không tin mà. Em không tin. Tại vì giọng em cao tiếng. À tao bị tiệt tùng đúng không? Ủa? Là sao? Anh bị giọng thế thế. Giọng anh ngập bóng á. À, thế là bị tiệt tùng đúng rồi còn đéo nữa. Thế thôi anh em chơi đâu nhở? Vote đây. Không phải, em là cảnh sát trưởng mà. Trưởng con cặc. Cảnh sát trưởng đâu? Mày chết mẹ mày rồi, tao nhìn rõ ràng. Làm đéo cảnh sát trưởng. Mày chết. Em là cảnh sát trưởng luôn. Thôi tao bỏ qua nhá. Ok á, bạn sao bạn đéo tin tôi à? Cảnh sát trưởng. Bỏ qua đâu? Tự chém không tự. Không ai nhận thì. Không quản lý cảnh sát đâu. Thấy ai chém cả. Không ai nhận thì sẽ tin anh rồi. Tôi rồi. Yeah. MVP man. Em buồn cười vậy. Đáng yêu. Uầy, đéo ai nhận ra là mình vừa nuốt một thằng xong. Ôi, có thằng Khoa ơi. Thằng Khoa có. Uầy, đợi em mới. Này đéo ai tin tao à? Thế vãi cứt thật. Ô. Không, em nuốt thằng Tài mà. Tao có nhiệm vụ đặt hoa ở cái mộ ở bên dưới đấy, có thằng nào đi đi. Đợi tao qua ơi. Để em bộ gái anh Độ đi. Để. Ok. Cửa này đóng mẹ rồi. MVP man.
Ui, nãy tao bị đổi giọng thật à? Tao lau cái này mãi đéo xong vậy. Ơ Quang ơi, đây là nhiệm vụ của vịt mà. Ủa, sao? Ừ, đâu? Bạn tao vừa lau cái đèn, nhiệm vụ của vịt mà. Bạn thích chết không? Tôi cho bạn chết này. Thôi xin lỗi. Thường cũng có mà anh, hình như là thường cũng có mà. Ok. Xong chưa? Ok, xong okay. Rồi à? Đi. Đâu, anh làm xong nhiệm vụ chưa? Tao bên trên này còn phòng đốt với cả phòng học nữa. Ê, mọi người đi về đội nói chuyện, đứng xa ra tí được không? Alo, ôi trời, đúng mắng sao quá. Mày hết sợ đéo ơi. Mẹ ở đây đông lắm này, số về. Ê, thằng Hiếu đi lẻ này, chúng mày, thằng Hiếu là vịt. Thằng Hiếu đi lẻ, thằng Hiếu đi lẻ. Đâu, thằng Ben nó kêu đi chung với nó dưới, xong rồi tao đi dưới nó đéo đi, quay lại nó mất tích rồi. Đâu, nó đâu? Nó lấy đang đứng ở trong phòng này nè, xong rồi kêu đi dưới, xong rồi thấy mẹ tao đi xuống nhà. Lấy đây lại, mất mẹ hết rồi. Có ba nữa lận. Vô lý. Thế tại sao mày đéo đi mọi người, mày lại đi một mình? Ê, có người chết kìa. Có người chết kìa. Từ. Ai vừa chạy đây, Ôi giời ơi. Mẹ em chơi một câu kìa. Lòi mẹ ra. Ủa? Thằng đép chơi chim một câu à? Chơi để thắng rồi chú ơi, chơi để thắng rồi. Chơi để thắng rồi chứ. Ừ, nhưng mà sao anh lấy hết được mọi người nhỉ? Sao mày cứ đi qua là lấy mà. Không, quả là em bấm nhầm thật, em quên mất tại trận trước là em thấy có người chọn chim bồ câu, em tưởng vẫn được chơi. Sao mày không khai ra để người ta bắn mày luôn? Đem mày ra mình dạy rồi tới nhờ sao lại đi bảo kê đội là nhiệm vụ nhỉ? Ý chết. Điệt bạ, thằng Hiếu là vịt thật này, chúng mày đéo tin tao, thằng Hiếu là vịt kìa. Độ là gì nhỉ? Để xem. Ăn đó là gì? Đông anh ơi. Bổ nông ơi. Ôi ơi, em xin anh đây cho em chơi game em. Không, em hứa. Cái này là cảnh sát trưởng thật mà. Anh kia đưa đấy vào rồi. Là bồ nông việc gì mà tao dọa cả chạy mất dép ạ. Ai dễ gì đấy. Hứa chân sau em chuộc tội, Chân sau. Em có tin công chắc đi ngủ luôn thề. Trời, chân sau rồi, chắc chắc như sao đâu. Em được ván bổ đông đang ngon. Bạn trốn như thế vẫn chết. Trốn mày nhá nhím. Quyết định số 3. Tàng lô nhím địt mẹ nhím. Anh Độ thề, anh Độ hay chơi đồ này lắm. Mày bị dở hơi à? Đúng rồi, đúng rồi. Hai con cầm dao kìa, hai con chiên nhau à? Rồi, ngẫu nhiên đi. Anh Khôi mới hay chơi vịt ấy. Solo á. Em độ hay chơi. Đấy, tao số 6 nhá, ngẫu nhiên nhá. Hôm nay phải mix bồ nông em ăn anh Độ này. Bây giờ để cho ngẫu nhiên thì sao chơi. Ngẫu nhiên nhiều là bú luôn. Hay luôn. Thế chọn rôn nào luôn. Ồ, mình có thể trốn. Wow, xịn vãi. Mọi người chơi ngẫu nhiên hết rồi. Mình lại trốn. Ông ngẫu nhiên đó có một con vịt rồi. Ông ngẫu nhiên hết dễ có bồ câu rồi lắm nhá. Có bồ nông nhá. Câu này mình đừng lay anh. Trời ơi. Lay là bấm được mà. Chim đa đa. Don't bet my hair. Ui ui ui, chạy thôi. Hi ha. Domici. Hi, em nhìn bíp chua. Domici ơi. Ý, đồ em đuổi được anh đấy, đồ em đuổi được anh đấy. Nhìn này. Ôi. Ê, Domici chui trong này anh độ vịt này anh em ơi. Mày đâu chui trong này, chui trong này. Ừ. Đúng rồi, anh thấy tận mắt luôn. Anh em ơi, Domici là vịt trong cái bộ giáp ấy. Tụi vào đây làm nhiệm vụ phá cái. Nhiệm vụ ấy bẫy cái. Ừ, tôi lộ ra để tôi theo dõi, hiểu không? Mẹ tôi là kỹ sư mà, đúng rôn là phải như thế. Domici ơi ra đi, bữa đây em lúc cho em cũng chết đấy. Tao đi ra chỗ khác rồi. Ra đi chơi màn anh Độ ơi. Ôi đi mẹ, có người chết rồi, có người chết đúng không? Tiếng nổ bom nhỉ? Có người chết rồi. Có người chết rồi.
Ui, chui ở đây mà thấy mọi người nhộn nhịp vậy đái thế. Bất tử mẹ luôn ý. À, con lợn này lại đi lẻ. Các bạn nhá, con lợn đi lẻ nhá. Bao nhiêu người đi mà nó đéo đi cùng mọi người. Ơ, nhạc. Hai thằng Hiếu chết mẹ rồi nhỉ. Ô, chưa chết. Mọi người ơi, cho em xin phép vuốt anh Quang vodka. Anh Quang vodka rất tham ăn, suốt ngày đi nuốt người khác. Đập vừa nuốt anh Huy xong. Anh nhạc gì em? Gì đấy? Anh không giết người mà. Anh giết đúng anh em thì. Này, anh giết đúng ba. Giết gì cơ? Câu chuyện là em với anh Huy có một cái liên kết nào đó nó rất là ấy, nhưng mà khi mà em nhìn thấy anh Huy hướng anh Huy thì anh Huy lại ở trong mày kể Quang, mày kể câu chuyện của mày đi đã. Đấy, xong chưa? Kể xong rồi đấy. Ý Quang là con ăn xác đúng không? Bồn ông. À, mày là kẻ theo dấu, mày thấy dấu của thằng Huy trong bụng của thằng Quang. Vâng, em có mối liên kết với anh Huy, em yêu anh Huy thế này. Rồi, từ từ tạm dừng câu chuyện đã. Từ từ, không phải. Phải em. Từ, ừ. Bây giờ đến câu chuyện của Khôi. Khôi sao lại chém ai nhỉ? Khôi vừa chém ai nhỉ? Em chém Quang Việt. Kêu anh Tây này, kêu anh Tây. Tại vì em là dân phòng. Nó bảo nó nghi ngờ em chém luôn. Mẹ ăn xúc vậy. Sao găng Đúng, giết là Quang bài trước. Không, trời ơi. Không à. Anh tham ăn quá. Từ rồi nhá, nãy giờ là tao để ý thằng Hiếu đi lẻ một mình này. Trời ơi. Hiếu ơi. Hiếu im luôn rồi. À, mẹ mày. Ủa, có sai lầm không ta? Không, có sai lầm. Hay như là có bơm đúng không mọi người? Ừ, có bom ấy. Có bom, có party với cả một con vịt không biết. Cao thủ có gì giết đôi. Ô kìa, nhanh thế. Em vừa mới spawn ra, em đi dọc hành lang. Thế em thấy Nhạc chạy đi, em vào phòng của Nhạc thì em thấy xác trong đấy. Xác thằng đẹp á? Ủa sao giết nhanh thế nhở? Nhạc... Ủa sao nhanh thế? Sao giết nhanh thế nhở? Anh Nhạc là serial killer. Nhạc chạy một mạch đi luôn, không quay lại luôn. Đúng rồi, serial killer giết được giết nhanh hơn á. Đúng. Không có gì, con nào giết được nhanh thế luôn á. Cái đấy mẻ 10 giây hay sụi hơn á. Tôi tên ông Nhạc ơi. Được giảm thời gian hồi chiêu. Không gì anh. Ông bên chính nghĩa, tôi tên ông. À, nói đi. Như là chọn đúng cái đầu được giảm thời gian hồi chiêu ấy coi ạ. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh. Đúng nhạc. Tao không bình tĩnh được, tao vốt. Bình tĩnh. Không, để có đô, có đô đô, nhưng mà cái round cuối cùng luôn. Không xong đấu. Nếu random ra sao anh? Không ra, yên tâm, không ra. Mọi người đi. Đấy em vốt thì vậy sao? Như là hình như Nhạc đéo cãi đúng rồi. Nhạc đúng mà. Nhạc không biết nói dối đâu. Anh cứ nghe nó cười. Nghĩ kỹ mọi người ạ. Nghĩ bọn tao nghĩ xong mẹ rồi. Tao vốt rồi, nghĩ gì nữa. Nghĩ kỹ mọi người ơi. Em bỏ qua nhá. Em bỏ qua đây. Nam rồi. Tán đổ BC. Tán đổ BC. Mọi người kêu mọi người nghĩ kỹ không nghe. Trời ơi. Mẹ, chúng mày panic thế nhở? Từ từ xem nào. Trời ơi, em đã bảo mọi người anh nhạc gì em rồi. Ok kìa. Anh nhạc gì em rồi, sao không ai nghe em. Anh nhạc gì em rồi mà. Không ai nghe mà thì. Sao nghe được không? Không ai nghe. Sao lại không ai nghe? Em nghĩ mà. Em cũng nghĩ mà. Được mà. Không ai tin em. Sao không ai tin em? Ghi là hai con đa đa anh ạ. Nhưng mà em báo khẳng cả cổ em trước rồi. Nhưng mà tại sao không ai tin em? Tôi tin mà, tôi bỏ qua đấy, không mình tôi bỏ qua đấy. Tại sao anh Đỗ? Anh Đỗ bị gì mà em? Tao là tượng, tao không biết nói. Đúng, quyết đoán là đúng. Có tỷ lệ mà. Uầy, không ai nán gãi bao nhiêu người mày đấy. Quả đấy là ơi. Anh Nhạc gần đuổi em thì có người report. Em làm nhiệm vụ mãi chưa xong, nhiệm vụ em lâu quá. Thấy mẹ luôn. Dí vãi thì chạy từ dưới chạy lên, em chưa làm nhiệm vụ xong ạ.
cú đấy, dây đã chui tủ sướng quá anh hiểu đưa quả bom mà còn chưa kịp nhìn quả chúng mày anh không đưa bom nhé, không đưa nhá, anh không biết cái gì đâu, tích 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 tích, anh sợ vãi lộn. À, thế thằng Quang Bạch đưa anh ạ. Em đưa, em đưa. Bé đưa. Mẹ. Số 4. Số 15 mà, cái phải cứ... Uầy, ta số 13 này, có số đen đủi vãi. Một con ngông. Ê, ta thích gì nữa, ta số 14. Thằng Quang Bạch. Giết được Bù Nông rồi, không ai tin. Bù Nông hot pick. Mẹ, thằng nào nghĩ lâu thế nhở? Ủa, anh ơi em liên kết với anh ấy xong tự nhiên thấy anh ở hướng anh. Đây rồi. Ủa. Chúng mày chúng mày. Viết tàng hình. Ngoài lần đầu tiên là chơi vì tàng hình luôn ạ. À. Đỉnh vãi bìu. Bạn có thể tàng hình. À xin bà. Chơi chơi bắt đầu thấy khó chịu đấy. Ủa, này lúc này tao là kỹ sư ấy, xong rồi tao chui vào trong cái tượng ấy, thấy bọn người đi qua đi lại nói chuyện nhau nhộn nhịp vãi cứt. Ừ. Nhưng mà quên mất tao là tượng. Đại hết đại hội. Có đa đa kìa. Bé kia rồi, đa đa kìa. Uầy. Ôi ôi. Thua rồi. Từ từ mình phải test chức năng tàng hình của mình. IP happy end đâu. Cặp gió hẹn. Happy hen, pop pop pop. IP happy cặp giao hẹn. IP happy hen nhìn đầu, quê đi đi mà từ xấu. IP happy hen đầu, cặp giao hẹn. Hả? Đây em mạnh nghe. Em mạnh làm à? Ok, anh em mình đi với nhau đi, hợp lý à? Hợp lý. Ừ, cho làm cái nhiệm vụ này, cái nhiệm vụ ấy hơi lâu rồi. Chúng mày ơi, thằng Hiếu là vịt. Úi ơi. Cái gì đây? Cái gì đây? Thằng Diệp. Hình như là em thấy thằng Tài. Giết anh Hiếu. Từ từ nhá, đây có uyển khúc, từ từ đã. Đây là đa đa mới giết nhau kiểu lộ liễu như này. Đúng rồi. Thế là một là thằng Tài, hai là thằng Nhím, một trong hai thằng này thôi. Không, thằng Tài giết anh ơi, anh nhìn nhầm thôi. Giết người sẽ chạy đi mà anh. Mày có khẳng định là thằng Tài giết không hả Nhím? Dạ không anh ạ. Ờ. Hình như là có tàng hình như sao ấy. Em thấy có tàng hình sao em đuổi theo, để em xem là ai, nhưng mà em không thấy. Tao đuổi theo xem có ai tàng hình không. Sao mày biết được tàng hình mà mày đuổi theo? Hả? À, đấy là vịt, giết được rồi. Em nghĩ thế, tại vì đông người ở đấy mà. Thế à? Sao anh Khôi hỏi tôi vô lý nhỉ? Có tàng hình rõ ràng người ta chọn mà. Ông nhưng ý là tại sao nó biết là mình biết để mà nó chạy đuổi theo ấy chứ. Thì bây giờ tàng hình sẽ phải chạy theo một góc khác đúng không? Thì em chạy lên trên để em xem là có hiện ra không. Đặt ra nhiều trường hợp chứ, là tại sao người ta giết. Em bỏ qua nha. Chỗ lộ liễu chứ. Anh Khôi mọi người, em bỏ qua ra. Em chỉ thấy mọi người hí há với nhau. Tao có bằng chứng ngoại phạm. Tao biết là Nhạc. Nhạc này Bô với cả Quang Bạch đi chung với nhau. Nhưng mà đứng đông thế mà diễn hết chứ có đa đa. Thế thì em nghĩ là thằng Bô là vịt. Đúng rồi. Thằng Bô. Tàng hình thôi. Vốt nó. Rồi. Thế bây giờ mọi người nghĩ em là đa đa một người vô đen. Nói gì im im này, nó là vịt này. Anh nghĩ em rồi. Có bằng chứng ngoại phạm mà. Bộ nói mới là người ha, mày á mày. Ủa, nhưng mà sao anh Khôi hả? Đúng như em rồi. À, anh có chức đang phát hiện ra bọn mày đang nói chuyện. Tôi đang đi làm nhiệm vụ. Anh à, Quang Bạch nó bảo thằng Bô là giết anh đi các thứ mà anh còn nghe thấy câu chuyện mà. Ủa. Có uyển khúc. À, thằng Quang làm nhiệm vụ của VIP. Cái gì em lau đèn mà. Thế lau cái đéo gì? Thế anh là cái gì? Tao là kỹ sư. Anh đứng sai rồi ạ. Anh là kỹ sư như nào? Kỹ sư là... ăn mì tôm, Ui ơi, anh đâu là kỹ sư ấy. Chẳng sai kỹ sư rồi, không chạy được. Hả?
nào, thôi đi, đi bón mì tôm đi. Chúng mày có đi bón mì tôm không? Mày chạy đâu à? Mày chạy đâu? À, chạy đâu? Mau vắt. Là đâu? Là bây giờ bông min không tin anh Khôi nên là bông min giết anh Khôi. Khoan, 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 khoan. Để cho anh nói, để cho anh nói, để cho anh nói. Anh vừa biết một hai con vịt liền. Anh em vuốt thằng Khoa thằng Nét cho anh. Hai con luôn. Không. Nhiều, nhiều. Thằng Khoa với con cả thằng Nét. Một con nữa. Là sao? Anh là kẻ. Anh gần chỗ anh Độ mà. Từ từ để tao nói. Anh ấy nói. Tao phát hiện thằng Phát bị đóng cửa ở trong cái phòng trên cùng ấy. Tao là kẻ rình mò, tao đứng ra ngoài để tao soi ống nhòm. Uầy. Tao thấy hai thằng mày chạy vào. Một thằng để bà mày chém vào Phát, còn một thằng. Thôi, Thằng Khoa, thằng Khoa với thằng Nét là sao? Thằng Khoa trước nha. Khoa trước. Nhưng mà thằng Khoa trước đây, xong đến thằng Nét đấy. Xin tao để cho anh nói, để cho anh nói mọi người ơi. Mọi người, con vịt thứ ba là anh Đồ nhá. Ok. Sao? Mày bị điên là con. Mẹ mày đưa bằng chứng ra đây nào, mày đưa bằng chứng ra xem nào. Chạy nhanh, chạy xuống trường, xuống trường mọi người ơi. Không phải đâu. Ok, tao nói vu vơ thế, mày bị làm sao đấy? Thế Khôi là kỹ sư thật à? Đâu. Anh là kỹ sư, anh mới là kỹ sư. Mẹ thì phế đéo chịu được. Trời ơi. Anh ạ. Trời ơi, cái quần què gì đây? Anh phệt nhanh. Đây, bấm chuông. Đây, anh Đồ đấy, bấm chuông. Ê, không phải, từ từ lát quăng. Ôi, anh Đồ giết. Chính mắt em nhìn thấy anh Đồ chém xong anh Đồ tàn hình một phát. Đúng nhở mọi người, xong thì biến mất luôn ấy. Không trốn được đâu, bọn em nhìn thấy hết rồi. Không, đây này, đây, mà. Không phải, chính mắt tao nhìn thấy, không, chính mắt tao nhìn thấy. Thằng Quang Bạch giết. Để Quang nói đây. Thằng Quang Bạch giết. Hả? Không, anh nhìn thấy thật. Anh nhìn gì em thấy luôn đi. Không phải em nhìn thấy chưa? Sao Quang em, biết? Thằng Đép đâu ấy? Em chết mẹ rồi. Rồi đấy, em là bạn anh à? Không, tự nhiên, nó vừa chạy với anh xong mà, nó vừa lùa anh vậy, cứt ra. Ôi đi vào hai thằng đấy vào liên hoan xác thịt thằng Phát mà. Bị tao ở ngoài tao nhìn sao ống nhòm vào thịt các mẹ. Nhưng mà sao thằng anh đâu thằng... Thôi từ từ đi bạn từ từ đã. Anh chúng mày còn chưa hỏi rôn của tao chứ mày đã vốt tao một cách vội vàng như thế rồi. Rôn anh là gì? Anh là rôn gì? Anh là rôn gì? Từ từ để tao là pháp y. À, em là pháp y chẳng hạn. Cho câu hỏi ra là gì, là gì? Cho câu hỏi ra là gì? Tao vẫn là pháp y. Bỏ qua đi. Rồi bỏ qua đây. Em là kỹ sư. Em là cái luật kỹ sư. Em là kỹ sư. Nhạc có cái sự kỹ nó chém bạn đấy bạn ạ. Em là kỹ sư. Kỹ sư là nghề hot hay sao? Thế là em fake đúng không? Em là pháp sư fake đúng không? À pháp y fake đúng không? Trời ơi, oan uổng quá. Đồ. Ôi ai bị anh Độ quấn chém ấy nhở, khổ ấy. Dày. Mày à, mày thể hai con vịt phế vãi lồn. Mẹ, chúng nó hiếp em quá đái à. Tao đứng ở ngoài tao nhìn thấy hết là đi cho em cười. Đúng rồi, chú đóng cửa, chú không việc gì làm. Chú không dòm làm gì chú. Thế đấy, hai lồn thể hai lần rồi. Bảo rồi. Anh Khôi là cái gì đấy? Anh là tinh linh. Mẹ, thế về thằng Quang kỹ sư thật lạ, vãi cả cứt. Quang nó mới là kỹ sư mà. Okay. Xin lỗi anh Khoa nữa. Anh Khoa chạy ra ngoài. Không, không xin lỗi anh Khôi nhỉ. Chạy nhau. Đáng nghi quá. Mày phải biết thằng Tùng Béo ấy, nó chết xong nó cứ ngồi nó bảo bà chỉ nói đùa một câu thôi mà hai thằng nó giết em thật. Xin lỗi là toán vừa nhưng mà biết đâu. Anh Khôi giết anh cũng có xin lỗi đâu. Nhưng mà sao lúc đấy tao không đến sát Phát nhở? Chúng mày ăn xác luôn à? Ông chú bằng nó đi. Chắc có một session.
Đấy rồi. Về Cao Bằng thôi. Chào anh Độ kỹ sư nhá. À, chào anh Độ pháp y. Chuyện quậy. Hôm nay là anh Độ rấu xấu hơi nhiều. Sao anh Quang biết anh Độ là thì tao là kỹ sư. Kỹ sư. À. Đâu nhận kỹ sư mà. Mày thấy đề ra vu vậy cứ động vất ở chỗ đấy luôn ạ. đúng chỗ đấy mà mẹ. Mày lần này con rút kinh nghiệm, chúng ta con đứng xa con hỏi không đứng cạnh luôn. Nhưng mà anh Độ ơi, sao lúc bọn em với Bo chạy ông phòng đấy tự nhiên anh lại bảo là chạy đi đâu là sao? Thế thì trả lộ à? Tao bảo chạy đâu gì? Cái lúc mà bọn em xuống phòng kia ấy, anh đuổi anh Quang ấy, xong bảo là chạy đi đâu đúng không? Lúc đấy tao đang tao chơi đùa mà. Với nó, trời ơi. Nhưng mà ăn đồ lạnh gì đấy. Ừ thì đùa phải như thật chứ. Mẹ mày thấy giống thật không? Thật thế mọi người biết thật. Mọi người tin thật thì mẹ cay lắm chứ. Siêu năng lực được. Hay là lúc đó anh nghĩ là thì tại đây rồi. Từ một con vịt anh đã cải tà quy chánh thành cảnh sát trưởng. Lật kèo. Vịt mạnh vậy. Vịt gì? Một chiếc xa. Tàng hình này. Siêu năng lực này. Bồ lông này. Là mạnh còn gì nữa. Em nhận nha, em là ngóng. Uy tín. Ờ không có ám sát đâu đúng không? Chúa tin. Không có ám sát đâu đúng không nhỉ? bạn gọi tôi là phải là sĩ quan Độ nhá. Thằng má Khoa vừa nói xong mới hiện liền không? Ờ. Ê, chúng mày không chào sĩ quan Độ à? Ơ kìa, đi đâu hết? À, gọi anh là sĩ quan nhá. Sĩ quan phải lau tượng lại. Em nhá. Tính thế nhờ. Em vừa nói ngóng xong em bứt luôn này. Em uy tín. À đi đi. À, mọi người cơ động di chuyển đi. Cái đéo gì đấy? Cái đéo gì đấy? Anh Hiếu. Anh Hiếu một tí. Hiếu sợ chạy. Ui, đông thế, đông thế, đông thế, đông thế. Ủa sao đông lại? Nè, đông thế. À, mọi người tụ tập đây giải tán đi nhá. Có ai dấu hiệu khả nghi bảo tao nhá. Thằng này trông khả nghi thế nhở? Ôi trông thằng này khả nghi. Mày thích hỏi không? Mày thích hỏi không? Mày thích hỏi không? Không. Mẹ ám bố cho vào tù rồi. Cái gì ôi đấy? Ôi! Anh Nhân Đen! Anh Nhân Đen à? Anh Nhân Đen giết người! Anh Nhân Đen! Tránh ra để tao! Ôi! 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 Thằng Ben! Ben! Ben ơi! Thằng Ben! Ben! Từ! Mày đứng xa ra bảo! Có tay hình! Không làm gì có tay hình. Chúng mày tránh ra để tao xử được này. Mày à mày! À! Ôi! Anh nhớ sao mày? Ôi! Ôi! Ủa cái gì mà nhiều xác thế? Sao đấy tận 4-5 xác lận? Bạn để sĩ quan nói trước này, sĩ quan nói trước này. Thông báo với cả làng là tôi vừa giết được 2 tên tội phạm. Là gì tôi là cảnh sát trưởng không kìa. Trước sự chứng kiến của những người dân, tôi vừa chém chết 2 tên tội phạm bạn ạ. Là gì đồng ý. Ủa chết nhiều ấy. Nhưng mà bạn chứng chị Trang với Bông Min là legit. Để em kể lại câu chuyện. Đấy là anh da đen đang đứng ở đấy. Đấy là Bo đến gần đấy, anh xoẹp một phát. Xong rồi Ben đứng đấy hết. Xong rồi đến, tại có một cái xác ở gần Ben. Thế là Ben xoẹp một phát. Thế là 2 cái xác. Thế là anh Độ anh ấy xử án. Hết ạ. Mày phải nói lại, mày kể đéo chi tiết gì cả. Không hiểu, từ. Thằng Quang bị chết trước, thì đúng lúc ấy cảnh sát trưởng đến bắn bom vắt chết thằng Quang. Thì đúng lúc ấy thằng Ben cũng giết người đằng sau, cảnh sát trưởng thấy đấy quay súng lại bắn nốt thằng Ben. Không, ui, cảnh sát trưởng chả liên tục à? Không ạ, tôi phải đợi cooldown, tôi còn tra hỏi nó kiểu cẩn thận xong tôi mới kết luận. Có một người chết nữa anh ơi. Trước khi report có một người chết nữa. Là thằng Nhạc, là thằng Nhạc. Với bộ óc quan sát của một cảnh sát trưởng, tao nhìn thấy thằng Nhạc chết trước khi bị report. Đúng rồi, mà chỗ đó ấy là có nhím với là anh Quang đứng. Quay quay không phải em nhá. Không. Cái xác thì có nhím. Nếu tao nhìn không nhầm ấy, dựa vào những dấu vết của hiện trường ấy thì chỉ có 2 nghi phạm thôi, một là thằng Nghiện, 2 là thằng GK. Sao lại là em? Sao lại thằng Nghiện? Em quan sát đi với em mà. Thế không phải thôi, tao xin lỗi. Đúng đấy là có 3 gan. Sao bay sát lên nhanh đồ ạ. Thằng nhím rồi. Ok, thế là hai bọn mày phản ứng mạnh như thế là tao kết luận là chúng mày là trong sạch này. Tao bắt đầu đi điều tra tiếp. Đúng là thằng nhím là chính đàn rồi. Em là ngỗng ba gan, không có tội. Mày là chính đàn. Thằng nhím có tội. Thằng nhím nhiều biểu hiện nghi vấn này, để tao đi điều tra thằng nhím. Chém luôn. Để tao, chúng mày để yên. Để tao. À, đi. Thằng này trông cũng nghi vấn này.
Không. Mày là gì? Em tường thuật lại chi tiết như thế. Mày là gì? Em là kỹ sư. Được, tao tin mày. À, từ kỹ sư thì đéo tin lắm này. Mày về đây. Không, em biết sử dụng nước. Ra đây. Đây. Mày chui vào cái tượng này tao xem nào. Mày chui đây xem mà. Đẹp. Chui đây. À, ok, đâu? Thằng nhím đâu? Chị Trang là ngỗng ba gan thì thằng nhím nó phách rồi. Đi 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 đi, anh em đi tìm thằng nhím, đi 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 tìm thằng nhím. Thằng nhím nó vừa ở đây xong anh em. Nó vừa ở đây xong ấy. Đâu đâu đâu. 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 Mọi người chia làm hai đội tản ra đi tìm thằng nhím cho anh cái. Nhưng mà em không giết được nó. Ok, thì mày thấy ở đâu mày gọi tao? Em thấy mày là đa đa thôi. Đéo, đéo, em đéo, thấy đéo. Nhím hơn quang chứ mà. Cái này anh Quang. Quang nào? Thằng Quang Bạch á? Thằng Quang Bạch anh nó vừa chứng minh rồi. Nó là kỹ sư đấy. Nó nhảy vào được. Thế thì nhím. Thế thì nhím thôi. Thịt mẹ cay thế nhở? Bông mai nào? Bông mai là celeb. Bông mai nào? Mọi người nhìn có ai đi giết mẹ đang phàn ai đi giết chính quyền như thế không? Ông tàng hình, tàng hình, tàng hình. Bông mai không nhảy cận lên phát. Ông không, lúc này em thấy như có tàng hình. Tàng hình đấy, không phải bông mai đâu. Hả? Nếu mà em giết tàng hình như mấy phần rồi. Có tàng hình, không phải. Có tàng hình. Không phải bông mai đâu, không phải bông mai. Tàng hình hoặc là giết từ xa, lúc xíu năng lực ra. Lúc đấy chỉ có anh Khôi. Quay quay. Thế chắc không của em nha. Đi riêng thôi. Đúng rồi, em vô tôi. Lúc nào anh Khôi. Lúc đấy có ai đi cùng thằng nhím không? Nhưng mà lúc đấy chỉ có anh Khôi. Vô tôi. Thế mày có thấy anh chip đâu không? Thì phải trong hội mới giết được chứ. Anh chip. Thế bây giờ ra mẹ luôn đi. Mày sao? Ừ, thế bây giờ ra mẹ luôn đi. Ra mẹ luôn đi. Bây giờ ra theo thứ tự nhá. Quang Bạch là gì? Anh Quang Bạch. Thằng đẹp không cần ra đâu. Em là kỹ sư. Thế Khôi. Em thấy đâu? Cái gì? Em thấy đâu rồi, em thấy đâu, em nhận từ đâu rồi. Em thấy đâu rồi. Ôi anh Khôi ơi. Nhận nốt đi. Em thấy đâu quán chip? Thì ngốc bâng á. Em nhận thấy đâu từ đâu rồi. Anh Nhím là gì? Lắm. Bố mày chim ra là cái chất. Bố mày đi. Bố mày chim ra là gì? Tin đuôi Huế sai rồi. Tao là kẻ tin mò. Có một người tin mày. Thế thằng bông mai nó vẫn chưa nhận đâu. Biết rồi. Hey, không không thế không lại đi giết người tiếp thôi. Hai người nổi tiếng ấy. Bảo phát em nhận luôn rồi. Giọng mày giống chú lắm. Không, bây giờ cứ ra dồn thêm một lần. Hay quá. Mẹ đâu anh? Mẹ em bầu nông chưa được chơi này. Ai bảo mày giết người? Em không giết đâu. Tự nhiên ai xoẹt phát em đứng đây chết. Thế là chết luôn. Ai bảo mày đứng đấy? Mày thấy sao mày sai chưa? Đó, em đang nhìn em coi ngắm người nào ngon ngon em nuốt mà. May mày đéo nuốt tao, tao lại súng nó bắn thủng bụng mày. Ừ, em định nuốt mình đấy. Hai thằng này bàn chuyện gì lâu nhỉ anh nhỉ? Đéo biết, đang xếp lọ. Quay thằng gì cây sắp ra tay kìa. Đi cây cây cây. Đâu đâu đâu, hướng nào. Dưới này, hướng bàn thờ, chỗ bàn thờ. Không bàn thờ, không bàn thờ. Cái siêu năng lực này vãi lộn thật ấy. Đây nó sắp ra tay này. Obi quá, Obi quá. Đây rồi. Nó đứng từ xa nó giết con mẹ luôn này. Ok, giết đi. Không giết rồi. Không giết. Kiếm chỗ nào kín kín đấy. Nhưng mà hằng bông mai là người nó tiếc mà. Bông mai là người nó tiếc giết còn bị giết. Là biết giờ giết lộ đấy, giết lộ đấy. Quả giết hơi lộ. Khổ này. Ủa nhưng mà chuồng, là chuồng biết bông mai là gì mà nó không biết ta. Nó biết là bông mai để lộ đâu rồi. Mà. Ủa? Anh chip chưa? Ủa? Anh chip của em xong em quay lại không thấy anh đâu sao anh tặng hình à? Ở dưới mà, ta làm nhiệm vụ ở cái lắp tròn tròn này. Ủa đang mất điện mà chú. Đâu từ lâu rồi, từ lúc mới spawn ra người đau trước cơ. Ủa, có anh Khôi chết kìa mọi người. Thôi từ lúc nãy vốt chết thì mẹ mày bị làm sao ấy nhỉ? Mẹ thằng áo à? À chậm. Không thằng này đa đa sao ấy? Không phải đa đa không. Thôi bây giờ nhận rôn thêm lần nữa này. Ra hết này, ra hết này. Em sẽ lên. Quang Bạch. Ta đi. Em cũng bằng anh. Quang Bạch. Em là kỹ sư lên chứng minh mấy lần rồi mà. Trang là gì nhỉ? Em ba gang
Ôi chết mẹ, em là chỉ nhầm chuột vào trang bốt trang rồi. Alo. Em là gì đồng, em là Canada, bông minh là gì anh? Celeb. Nhím là gì? Em là siêu siêu năng lực ra nhưng em sẽ bảo em là chim Canada để mọi người không vô đây. Em tiếp tiếp. Tài là gì tài? Thám tử. Em đi bông mai mà. Em với bông mai lấy ít rồi. Còn ra đầm được. Không không, em thằng này thì em không tin lắm bởi vì có thể là nó lấy lòng tin của em. Thì bây giờ nhiên rồi, đương nhiên rồi, nghĩ tôi đa đa, thầy đồng tôi giết hết. Thầy đồng mình còn luôn nào giết được người không? Thôi anh em phải cãi nhau đâu, thì em giết hết là mọi người biết mà. Bố thằng nhím đi. Lùn, thằng thằng nhím đa đa rồi. Không, đa đa, bố được. Tôi đi chung nhỉ. Mọi người cho em làm nhiệm vụ để em lấy tiền nhé. Người sẽ chết dần cho mà xem. Có mỗi thằng nhím là không dám nhận roll thôi với thằng tài thôi. À, đa đa. Thế thì đẩy hai thằng đồng. Thám tử mà thằng nhím là đa đa là chắc thám tử. Thám tử mà. Thế đẩy tài. Tài thám tử. Thế thì thằng nhím có thể nó fake làm đa đa nhưng mà thực ra nó là siêu năng lực. Ôi ôi thôi lộ rồi, trời ơi, Nhiệt ơi, thông minh đấy. Chi vậy? Cái này mới lộ này, cái này mới là lộ này. Giả hơi fake biểu thề. Thì mẹ lộ thế nhở? Nhưng ngủ. Đi tìm bằng tài nghe. Đây này, nó góc trên này. Đây này. Giờ còn mỗi nó thì giết người thôi. Đít mẹ, nó lại còn đi làm nhiệm vụ em ạ. Khó. Như thật luôn. Ghép tranh này. Ở đấy. Đều. Quang bạch kìa. Sực đi. Đi cú đào. Đứng từ xa đi, Khó quá. Đấy, này, tắt đèn cho nó rồi đấy. Ôi sực, ở cái đâu đây? Đâu, nó biết thằng Dev là Canada để nó giết đâu không? Giết ai chứ, tìm người khác rồi. Đây, dùng kia rồi. Đâu, chưa dùng. Đây, nó quang bạch chết rồi. Có chú. Ôi, nó dùng năng lực thì nó sẽ như thế nào anh? Tao đã được chơi rồi, đéo được biết. Em vừa chơi rồi. Có con vịt tàng hình có tàng hình xong giết người xong rồi quay lại được không? Ờ, có anh. À, nhưng mà nó sẽ là tính thời gian, tức là nó chỉ mình cho mình có 5 giây tàng hình thôi. Mà mình sẽ không nhìn thấy bất kỳ ai, mình chỉ nghe được tiếng nói chuyện thì mình chém thôi. Spam thôi. Đúng rồi, anh spam thôi. À, nhiều lúc mà giết nhầm đồng đội đấy. Don't bet my hair. Thật ơi, không giết thì chết mẹ, xin chào chẳng mới. Game này hòa rồi. Ê, thắng thì đéo được nữa. Hỏng rồi. Chung vàng. Đấu xanh xương đây này. Nhưng rồi nghe nói. Bộ lông chết đói à? Nếu sao bộ nông ra bắn bùm chết luôn. Tại mày gặp một cảnh sát trưởng giỏi quá. Ơ rồi. Quả đó anh may mắn rồi. Ơ rồi. Mà tự lặng là chết đúng không? Sao mọi người không có chất gì cây vậy? Mọi người chết rồi. Anh kể, mọi người đang đi chung với nhau mà. Ơ, sao đéo đi post xác? Ủa? Thế thằng nhím là Dada thì ai là Asper, ai là Asper vậy? Người mà gặp anh Huy. Huy chết. Cùng em, với anh Chip. Một là anh Chip, hai là làng trước rồi đấy. Một là anh Chip, hai là thằng Tài. Tao là kẻ gì mò, thế thì chỉ có thằng Tài thôi. Thằng Tài đéo thằng đi chuyển đi cùng anh em mình xuống. Bông Minh ạ, à, thằng Tài đéo đi chuyển xuống, nó đứng ở trên đi để chung ấy. Anh Chip ơi, thằng Tài legit. Legit cái đéo gì? Thằng Đa Đa này. Tài đấy, em nghĩ là Tài đấy. Tâm mồm. Chắc là Tài rồi. Lúc này tắt điện nhá. Xong em gọi là Tài ơi cứu em cái. Xong Tài chạy đi mất luôn. Bình thường là một con ngỗng bình thường đúng không? Phải đứng lại ra chỗ sáng chứ. Nên Tài chạy đi mất luôn. Thằng Tài không di chuyển, thằng Tài đứng ở chỗ chuông. Tao vừa mới quay lại chỗ rung chuông vẫn thấy nó đứng ở đấy. Tao vừa mới quay lại chỗ rung chuông vẫn thấy nó đứng ở đấy. Con vịt vô chi. Uầy, ai vốt em kìa ba biểu. Mày lấy lòng tin. Tao vốt mày đấy nhỉ. Bố mày biết mà. Tắc chuẩn rồi.
Bạn ơi. Chuẩn luôn. Ôi thằng lâu nhìn Dada thật. Em bảo nó là Dada mà người em không bằng Dada. Người sắp bị lừa luôn em. Tài cười đấy. Tài cười quá lâu rồi này. Kìa okay, sao quả đấy anh lại đứng làm nhiệm vụ anh Quang. Anh phải chạy đi chứ. Chạy đi cái gì thôi anh. Anh bóp em vãi ra rồi. Em biết mà. Tức là nó sẽ chạy lung tung được anh hiểu không. Em làm sao anh phải đấy em nốt được. Coi như là anh thắng rồi gì. Còn đấy anh phải đi chứ. Anh làm nhiệm vụ làm gì. Anh tăng hình anh chém à. Thế lừa mọi người thề. Ôi nhưng mà quả cái là nhìn đi đâu người đấy chết nhỉ? Cười à. Cái vãi đâu. Legit. Không nhưng mà quả đấy là quả đấy là tao thấy là thằng nhím mà mãi sau rồi nó mới đến thì xác chết nó bị chém từ trước rồi. Sao hai ván thằng nhím giết mình hai lần à? Thì không thể nào nhím được. Đứng góc mà, đứng góc kia mà. Để lâu lâu được rồi ngon rồi, mày bây giờ chết luôn. Chị Trang bình thản mà anh vẫn đập chuột rồi, anh Huy nằm xuống rồi. Chị Trang vẫn đập chuột mà. Không phải làm hết nhiệm vụ. Là Trang đứng gần nhất rồi, thằng nhím mãi sau nó mới đến. Đâu đứng gần lúc đấy là thằng Bông Mai đứng gần trước xong rồi em phải chạy ra đập chuột. Mọi người kéo nhớ gì một tí gì về công của cảnh sát trưởng cả. Thực sự luôn. Rồi cảnh sát trưởng 10 điểm, anh mãi tuyệt vời. À, làm bao nhiêu mạng rồi, công lớn vãi cứt rồi. Không phải là anh tưởng nhớ anh mà, vấn đề gì đâu. Em từ chức để anh lên là một quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời em đấy. Anh beautiful. Anh là số 1. Ủa, 8 điểm. Ok, chọn rô ngon hơn, lấy gì chọn nữa. Ê, kiểu gì cũng có data xong đấu, dấu hỏi chấm nhá. Không sao cả. Dân phòng. Không có cảnh sát trưởng. Thế mình khác đéo cảnh sát trưởng đâu. Quách con mẹ nhất ở đây rồi. Ê, mọi người, em là Canada, ai giết em thì là vịt nhá. Em là Canada. Okay. Hiếu mày là gì đấy? Tao là bố mày. Thế thôi. Ủa nhanh vậy? Em tới sát thằng Dép ngay chỗ đập chuột ạ. À. Ủa? Ê, tao kể cho mày câu chuyện. Tao kể cho mày có câu chuyện buồn cười mày luôn. Tao với cả thằng Dép với cả thằng Hiếu spawn ra với nhau. Xong rồi thằng Dép nó bảo là anh ơi, em là vịt Canada, nếu như ai chết à ai report thì em là người giết em nhá. Đúng không? Anh ơi, em là Canada mà. Không nhận. Ủa? Uyển khúc ở đây này. Là sao? Nhưng mà không phải chim Dada, tại vì làm sao nhanh thế được đâu. Em là người nổi tiếng. À thế à, thế thì giết mẹ thằng Bô là đúng rồi. Kẻ giết người hàng loạt thôi. Kẻ giết người hàng loạt thôi. Vừa đi ngang luôn. Em là nghe thấy câu chuyện mày buồn cười quá. Anh Khôi giọng buồn đấy, kiểu mất con vịt thế nhở? Không, bình thường. Bao lâu rồi? Trời ơi, từ trong tim dịch nhưng mô nguy hiểm lắm. Mẹ đi. Bao lắm. Ông phải win, ông win ơi, ông phải win. Nói thật đấy. Uầy, thằng này từ nãy giờ nó chơi nó toàn làm vịt thôi bạn ạ. Địt mẹ, nhưng mà ván nào nó cũng chết. Em thấy thằng Dép đang đập chuột thì chết nhá. Đi thôi. Dừng lại, tao bảo. Chúng mày có biết tao là gì không? Là gì? Ván này không có cảnh sát trưởng. Tao là dân phòng, tao đéo khác gì cảnh sát trưởng cả. Okay. Hãy gọi tao là sĩ quan độ. Đi. Không, anh chỉ được có một mạng. Anh chỉ được có một mạng đâu, em không sợ. Quay mạng cầm dưới đâu đấy nha. Chả ra tao giết con mẹ thằng Ben trên bảo. Thằng Ben đâu rồi, Tối quá. Thắp đèn. Trên này. Đấy, thắp sáng ước mơ lên em. Đây. Ok. Vừa thắp. Lady and gentlemen, em với anh Quang với Bông Mai đang đứng ở bên trong bị nhốt. Thì Bông Mai sực. Anh Quang chết. Anh ơi, từ từ đã, anh hãy nghe em nói. Anh Ben ạ, à, anh Quang là bồ nông nuốt em ở trong bụng. Lúc anh Quang chết em chui ra, em biết cái gì đâu. Đâu. Ủa, thế tại sao thằng Quang lại chết? Em anh thấy mày đứng bên ngoài mà. Không, trong bụng có thể là sẽ năng lực ra. Bị nuốt.
Không không, mày đứng bên ngoài, mày đứng ê, bên nhưng mà ngoài. Thằng Bép lại chết mày. Ơi, hoàn em vãi cả mình. Không. Hay là anh ơi, thằng hay là bông pin là siêu năng lực gia xong rồi nhấn vô ăn quang bạch xong ăn bạch lại nút bông pin nhỉ? Không phải. Đúng. Nhưng mà mày ở trong bụng thì mày phải biết vì sao nó chết chứ. Em không biết sao được, không, lúc ấy mất điện mà. Anh thôi nghe em nói nè. Bông Mai đứng bên phải em, Quang đứng bên trái em thì làm sao anh Quang nhét nút được bông pin? Đúng phải. Anh bây giờ nhá, bây giờ anh không có cách nào để hỏi anh Quang, anh không nói. Anh ơi, thằng này không nghĩ ra được một cái mày là thế đâu. Mày là đi. Tao cho mày cơ hội cuối. Ừ, mày là gì? Cái gì ạ? Mày là gì? Mày là gì? Em không được, không ra luôn được. Sao không ra được? Có ám sát đéo đâu. Bây giờ không ra roll là chết, cũng bot chết à. Em là Visa Latte. Là cái đéo gì? Visa Latte là cái gì? Latte là gì? Dân phòng. Là nghe thằng nói lắm anh ơi. Đúng không? Ừ. Đúng rồi. Thế là thằng Ben lấy hit à? Mày là gì? Cái gì anh? À, mày không nhìn mặt tao. Mày có dấu hiệu nghi vấn này. Ủa? Nghi gì em? Em là cái gì? Fake mọi người không nghi ngờ mình đâu. Ok. Đi mẹ đây. Anh có nên băm chết con mẹ thằng này. Ôi! Ôi! Nhìn lên người! Không phải em! Nhìn! Anh đồ! Anh ơi! Em thề không phải em! Đó chỉ là một sự trùng hợp thôi! Không phải em sợ một người giết em quá em phải đi bót xác luôn! Từ, mình thấy đừng vớt vội nha! Lúc ấy tao qua ra đừng nói chuyện! Không phải em! Thì thằng nhím nó chạy qua, nó cố nói thật to để bọn tao nghe thấy! Mình sẽ đi giết người xong rồi mọi người sẽ vote mình ha. Có bảo thế. Em bảo là xong đi bạn nó chạy qua có người chết thật. Đúng. Em bảo là em giả thơ là nhiệm vụ. Anh em đứng cạnh em mà nhưng mà đi. Không, em bảo này, cái quả đấy em nghĩ là Dada xong đấu mới giết người lộ như thế hoặc là siêu năng lực ra thôi. Mà em đang chạy như thế làm sao em giết được anh? Nó cũng đúng nhỉ. Thì sao không giết được? Đúng. Ủa, sao chạy không giết được? Thì siêu năng lực ra phải đứng yên mãi ngay ở trên siêu năng lực ra chắc chắn bóng mai rồi. Nhưng mà không phải em. Siêu năng lực ra phải mất nhiều thời gian lắm. Trời ơi, em giết sao lộ thế được? Có đó. Mày là gì? Em là Ngỗng Ba Gang. Có Ron nhận quả. Lại Ngỗng Ba Gang địt mà. Ngỗng Ba Gang hoài luôn á. Em là Ngỗng Ba Gang. Không, nhưng mà nhá. Nó mà cãi như này là chứng tỏ là nó đéo phải là Dada rồi đấy, giết nó cũng được không sao cả. Không. Em sợ nó là Dada anh ạ. Không, nó đéo phải Dada. Nó đéo phải Dada. Không, nó đéo phải Dada đâu. À thế mọi người vô em đi. Anh giết nó đi, thế tí nữa anh giết nó. Vô em đi, vô em đi. Không, vô nó đâu. Tí nữa để tao băm nó cho. Để tao băm nó. Để băm đi. Mọi người bóp em đi. Băm chết con tiêu đây đi. Không được băm, phí thôi. Không phí, băm mày là đúng rồi. Ờ, hồi nãy anh xem mày chết nha, mà cái bên em giờ mất tiêu rồi. Thế là mày giết à? Không, thằng xe bị nuốt hay sao ấy. Tao có thấy xe đâu không? Thế thì lúc đấy, ơi Nhạc, cái chỗ lúc nuốt. Ngay đấy xong rồi nó bị nuốt trước khi mà mọi người report. Đi với chị mà. Em ạ. Ủa nuốt nhưng mà quan bạch là bốn ông mà bạn. Ừ nhỉ. Đâu thằng bông mai nó dúi mà. Bốn ông ván trước mà. Dúi thôi. Là dúi thôi. Là sao ta? Không có lý. Lúc ấy nó. Từ từ có ai đứng yên không nhờ? Tao đứng yên. Thằng Huy, thằng Huy. Em đang xoay nước. Không biết xoay cái gì đây. Anh ơi đi tìm thằng. À sao thằng nhím thằng này không phải. Mày bốc phét, mày xoay hoài rồi sao bây giờ mày lại không biết mày xoay cái gì? Mày thích chết không? Thấy xác em pháp ý nhá. Mày xoay bây giờ đâu mà biết anh. Mày thích cãi không? Ui. Nhạc, tránh ra Nhạc. Nhưng mà xoay cái gì vậy? Em bấm qua chơi rồi. Đứng, em là thầy đồng. Đứng. Tại là thầy đồng mới chết này. Đéo mẹ em lắm thầy đồng thế. Bây giờ chỉ có em chứ thầy đồng. Em là pháp y á. Có xác là hú liền này. Tao là dân phòng nhá. Em là người nổi tiếng nhá. Đây lấy giết hết à? Ôi, lấy giết hết à? Ôi, thế có mỗi thằng này thôi, để tao giết nó. Ok, được giết em. Mày là gì?
Em là ngỗng, mùa đông lắm anh ơi. Giết, giết, giết. Nếu bạn là dân phòng giết giếm hợp lý hơn anh ạ. Em là ngỗng, em là ngỗng. Mày là mỗi ngỗng thì là thầy đéo nào? Tại vì nó chui ra bụng không? Em là ngỗng thật, trời. Thằng nhím nó biết ra thì nó chết, nó sắp chết rồi, nó trốn rồi. Nhím đi lẻ, em vừa gặp nhím mà lúc tắt điện nó chạy luôn rồi. Nó trốn rồi. Em nghi nhím ở đây này, nhím hay chốt mày lắm này. Ở dưới nào, anh trốn ở dưới á. Ôi. Tắt nhau rồi. Sư bây giờ ở đây không có, ở đây không có, đi tìm à? Nhào ở đây không có, nhạc là không đi mà nhạc chết mẹ đéo được, để lâu mà nó cooldown nó giết thêm người nữa đấy, phải report. Nếu như mà đi nhá, biết hội mình ở đây nhá thì chỉ có những thằng ở trong hội thôi, tách ra nó chém ngược lại thôi. Đúng còn cả cái máy con đấy đâu. Bây giờ... Ủa? Em bỏ đồ đi máy nhạc em... đâu? Ừ. Bây giờ ra zone lại đi. Tôi là dân phòng. Tôi là người nổi tiếng. Kiếm mềm em mà pháp y nè. Em cảnh sát trưởng. Thằng Nhím là cái gì? Em là ngỗng. Ôi, cái gì? Anh Quang anh ơi. Ơi, từ từ, thế thì thằng Ben với thằng Quang có vấn đề này. Một trong hai thằng này, hai thằng đều nhân ngỗng này. Em là ngỗng thề. Nhưng mà em là ngỗng thề. Em là kỹ sư. Nãy thấy thằng Quang đứng im một lúc cùng với anh Chip. Ok á, chị em đi di chuyển ạ. Em chạy bằng. Tao thấy mẹ đứng yên mà. Nhưng mà em là kỹ sư. Đi thôi. Em là Chip Dada. Anh là thủ đấy. Thôi bây giờ phải vote đi, không có chém hết à? Thôi, tao bảo bây giờ một chỉ vote thằng Ben với thằng Quang thôi, một trong hai này thôi. Okay. Thằng nào trước thôi. Em là ngỗng mà. Em nghĩ là anh Ben. Em nghĩ là anh Ben. Là anh Quang như là kỹ sư rồi. Im ầm. Bây giờ nhá, giết thằng Ben xong thằng Quang ra cái tượng. Mày chui được vào tượng thì bọn tao tin. Không thì mày chết. Đúng. Ok. Hợp lý. Ok. Sao vẫn giết em vậy? Cũng nhưng mà Việt cũng chui tượng mà ta. Alo. Nhưng mà sao lại giết Ben nhỉ? Ờ, tại vì hai thằng nó đều nhận là ngỗng bạn. Nhưng mà thằng Ben là kỹ sư rồi. Nhưng mà nếu mà nhận là ngỗng thì phải giết thằng Quang trước chứ. Quang nhận ngỗng trước mà. Đúng. Em nghĩ lại rồi đấy, em nghĩ là nên giết anh Quang trước. Đúng rồi, phải giết thằng Quang trước. Em nghĩ là phải giết Quang trước. Trời ơi. Dân phòng vô tri thế. Ừ, anh và em đứng đây đợi xem thằng Quang có lên đây không. Nếu không lên đây anh sẽ chém bay đầu nó. Ok em. Anh nghĩ là nó đấy, tại nãy thấy em thấy đứng yên mà. Đi, anh và em đi tìm. Anh kỹ sư nào? Anh đấy, đứng kỹ sư nào mình? Kỹ sư nào? Đây. Anh là cảnh sát trưởng. Anh Ben MVP kìa. Anh Ben MVP kìa. Nhờ bị bớt. Thằng Nhím là cái đéo gì đấy? Là ngỗng ba gan. Mẹ ngỗng ba gan nói nhiều thế. Thề ăn con vịt chết sớm quá. Đen thế, hoa máu này. Ui, không anh đồ ạ. Em là em cố tình đấy, em thấy bồ lau lau cái đèn là em cố tình đứng giả vừa đập chuột bồ chứ em thật. Mày thấy không, với tư duy của một cảnh sát trưởng ta đã tìm ra ngay thủ phạm. Không, anh cấp dưới em thôi. Ai xài ơi. Đúng luôn. Tại đây. Sao ở dân phòng? Đéo thấy đúng vì nó quá cãi. Trời ơi, số 2. Còn bịch tết. Nào làm cùng vịt với thằng bố cũng thua. Ôi, 16. Toàn số mười mấy vậy? Làm cùng vịt với thằng bố cũng thua một cái ván rất là nhanh nhá. Số 2 đều. Don't bet my hair. Em người Hải Phòng. Đa đa xong đấu. Không có sai lầm nữa đâu. Xong đấu. Chém nhau rồi. Thời đúng.
Ta chạm đi. Tốc độ thật khủng khiếp nào. Anh đổi BG, anh là gì đấy? Em khoa cao lãnh à, em là gì đấy? Anh là gì, anh đổi chứ em. Mày ra trước đây, tao hỏi mày sau mà. Xuống đây, hai anh em rồi thôi, xuống đây. Đéo, tao đéo tin mày. Tao đi xếp sách đã. Tao mà chết là thằng bô nhá. Anh đồ khởi động bẫy ở mấy cái cuốn sách nhá. Em có tiền làm nhiều bằng anh quá nhờ. Mày là gì đấy? Mẹ có ám sát không nhỉ? Xong nó cứ đi hỏi hết tất cả mọi người đấy nhỉ? Đúng rồi ha. Chưa gì đã hỏi. Ôi, nó đuổi thì đéo được tao. Đủ chưa nhỉ? Được rồi đúng không? Các bạn bảo được rồi nhá. Thiếu mỏ Ấn Độ đi là đi lẻ thôi. Chị Trang chết rồi. Anh hiểu ơi, chị mấy anh hiểu ơi. Đi lẻ làm gì? Tao đang làm nhiệm vụ. Không phải, em thấy anh Độ chạy qua. Em là người báo thù. Em cay quá, em giết luôn cả người bên cạnh. Em định giết anh Độ cơ. Tại vì anh Độ định giết người kia. Nhưng mà em bấm dầm vào ai ấy. Ok à. Tại vì em thấy anh Độ thủ tiêu người nào đấy thì em bấm chém lại luôn để sao tại vì anh Độ giết người mà thế là giết người vô cớ đấy thì em bấm nhanh quá đấy là chúng luôn nhưng người bên cạnh một người bị chết oan. Trận này anh Độ chăm đi làm nhiệm vụ lắm. Đúng là đời. Thôi bây giờ quay lại câu chuyện của thằng Nhím đi. Thằng Nhím giết ai nhở? Không biết là Nhím không. Em không biết đấy ạ, hình như là cái sắc màu đen. Hình như là đen của tao ấy qua. Em xin lỗi nhá. Anh cô đi lẻ chết sao ấy. Thôi chết luôn. Lúc này sao phôi thích. Đúng rồi, em thấy ra lúc là Quang đi xuống, nhìn thấy em, sau đó quay lại, em đi theo lên. Thì em thấy nó chết trong cái phòng đấy. Nó lên, nó nói đúng câu anh Khôi đi lẻ, không chết luôn. Đấy. Thế là em lên, em lên thì được báo là có hai xác chết ở đấy. Thế thằng Khôi với thằng Hiếu à? Nó chết chung với nhau, nó chết như là cảnh sát trưởng, cải chém sao á. Em lên là em thấy có hai xác luôn. Không, hai xác luôn, hai xác chết chung. Thế là em không dám vào gần. Có ám sát anh không nói được. Ám sát đâu ra, giỡn quá. Anh Fabi. Anh ngẫu nhiên, nãy anh số 3, anh ngẫu nhiên ra Fabi, thật. Fabi à, ôi hế. Chắc là anh Khôi. Không phải anh, thật. Vì lên sau mà, lên sau thấy chết mà. Thấy rồi. Kế hoạch tiếp theo, step 2. Mình sẽ giả vờ làm con bồ nông để mình nói chuyện với mình. Tình cờ sẽ có người nghe thấy. Mọi người sẽ report mình. Kế hoạch hoàn hảo. Không kể ở đây có những ai nhỉ anh Hiếu? Anh Hiếu là vịt ta. Không biết, thế là có ai. Anh Đồ à, em có nhiệm vụ trông chừng anh mà giết ai là em giết luôn. Cứ tao với, Khôi ơi. Nó lùa tao. Anh Đồ ơi, dừng lại đi. Anh Đồ ơi. Không thế nữa. Ở đây. Một. Em thấy xác Quang Bạch chết ở cái phòng đoạn trên là nó đi sau anh Hiếu. Bà anh Hiếu đi qua thì em thấy có xác Quang Bạch luôn. Anh Khôi luôn.
Ông ơi, bạn là Canada. Có bay là Canada mà. Em có biết đâu, em thấy xác mà. Thì có thể là siêu phiền ra thì giết nó hay sao? Không. Nhưng không, không. Đó là Canada thì mẹ mày nó chết rồi, về người khác report chứ. Cao thủ. Không. Em thấy xác ở trên đấy mà. Em nhìn nha, em đếm này có 3 con vịt này. Một con tàng hình này. Ủa sao không có con nhỉ? Đấy, còn con cao thủ nữa mà anh, con cao thủ nữa mà. Bởi vì đây em nhận chức năng của em là tinh linh. Em có chức năng. Tinh linh cái gì? Em lại giống em bu ván trước rồi, Khôi à. Em linh tinh chứ em tinh linh cái gì? Nếu mọi người không tin thì mọi người giết em thôi, em nhận chỉ nhận chức năng đấy thôi. Thế ok, mọi người không tin. Vốt luôn. Rồi, mọi người không tin mọi người vốt em. Tự vốt em. Nhìn mày. Mày giống vịt rồi. Em vô Ấn Độ. Em thấy em vào chơi Ấn Độ giết người. Ván đấy là thằng Khôi giết, mày hỏi lại thằng Hiếu xem. Đâu, ván chơi em có giết đâu. Thằng Độ giết. À đây rồi, Độ đây rồi. Độ ơi, dừng lại đi, đừng giết người nữa. Này, mày là cái đéo gì đây nhỉ? Em là người báo thù. Báo thù mày đi theo tao làm đéo gì? Được, anh giết người nào đấy thì em phải trả thù cho người ta. Thế nhỡ tao đéo phải là người giết người thì sao? Dạ ạ. Ui, có người bị giết này. Đâu. Người chết, người chết. Em phải nhìn thấy xác không em giết. Đâu. Ê. Đâu. Tôi phải bảo vệ ông. Đâu. Ra đây, tôi lộ. Thằng bóng mai tôi nha, bóng mai chết là tôi. Đi ra. Ok. Bóng mai đeo tôi. Ui, nhìn xuống nghe xem. Ơ kìa. Ôi, cái xác. Ôi, xác. Từ nhá. Phân tích. Này, nhìn mày, anh bảo. Về anh bảo. Nhìn mày, anh bảo. Anh là Dada, mày cho anh thắng một ván được không? Mày bảo là mày nhìn thấy anh giết người đi. Ôi. Ừ, nghe đỉnh vãi lồi đâu. Mình mua chụp em cái gì đi chứ. Thì đấy. Có mọi người đến bây giờ này. Sao em lại báo? Wait, từ từ, mọi người phải nghe câu chuyện của em. Em thấy Độ giết người trước mặt em luôn. Thề, chả hiểu sao ạ. Độ ơi, sai như thế. Thế thì nhỡ là Dada sao? Giết người lộ liễu thế chỉ có Dada. Dada giết một lần thôi, Độ giết tận hai lần. Giết cái xác màu xanh là ai nhở? Em không nhìn kịp luôn, anh Ben, đúng không anh Ben? Ôi, chối làm sao được. Em nhìn tận mắt luôn. Nếu mà Dada chỉ biết một lần thôi. Không, nó lại cười nhờ. Độ giết cười ai trước? Xanh Độ im nhím. Hình như là không chối được cái sao ấy. Tôi nhớ là lần đầu là anh Độ giết anh Hiếu thì phải. À đâu, không phải, nhầm. Thế này, nhỉ? Thôi bây giờ ra zone này. Thôi bây giờ ra zone đi, ra hết zone đi thì nó sẽ hợp lý hơn này. Em là Chim Bada. Cái gì? Mày là Chim Bada. Bây giờ như này, mọi người để em chém nốt anh Độ là xong. Không, từ từ, không, đéo thấy được, từ đã, đéo thấy được. Vô lý. Không phải vô lý thì anh là cái gì? Giấy dựng lên này. Thế các bạn là cái gì nhá? Bây giờ thì anh Độ là Dodo rồi. Anh Độ chắc chắn là Dodo. Không, tao là pháp y. Từ đã. Thằng GK là gì? Thằng Tài là gì? Em là Ngông Ba Gang. Thế thì sao vô lý thế được nhỉ? Ê, nghi nhạc đất này. Ừ, hoặc chip già. Cái gì? Anh Độ. Nhạc là không ai nghi ngờ luôn này. Bỏ qua anh Độ đi. Không phải, quả đấy tôi đâm theo cũng được, chẳng qua là làm thế nó mất hay đi thôi. Làm thế nó thành collab. Chơi thì nó không hay. Và tôi trêu là nhím thế thôi. Bạn là gì nhở? Tôi là ngỗng thường bạn ơi. Vô lý. Sao bạn lại chọn ra ngỗng thường? Tin được. Ngỗng thường lại đi lẻ. Thank you.
Ôi vãi cả cứt dạ thề. Bà con Việt này mạnh quá anh ạ. Mẹ thích làm gì? Đấy em bảo nhạc chả ai tin em gì cả. Bực thế nào? Độ mà. Em bảo nhạc cuối kìa. Thế sao mày bảo Độ giết hai người? Ờ sao mày bảo anh Độ giết hai người? Ờ nhưng mà anh Độ giết một mạng thôi. Mạng sao em nhìn nhầm? Anh Độ giết một mạng thật. Mày á. Ui sao đéo ai có một cái thông tin gì về thằng Nhạc à? Phải, lúc đầu em spawn ra là gặp ba con vịt luôn. Gặp thằng Huy Huế, thằng Nhạc với thằng Bông Mai luôn. Chết hết người rồi mà bạn, chết hết rồi. Thế em mới khai, mọi người có biết đâu, chết hết rồi. Em nhá, một bà ở dân phòng, chị Trang ở dân phòng này tự nhiên gọi em ra một chỗ kể cho em là dân phòng này, xong em chém luôn để cho thằng Bô là cảnh sát trưởng rủ em ra một chỗ gọi nó tự nhận nó là cảnh sát trưởng, em chém nốt nó luôn. Tao không có gọi mày mà mày bảo là mày đi mày bảo vệ tao. Mẹ. Thôi anh ơi, em không hề gọi nó. Ủa là đầu tiên làm Dada xong đấu mà giết được người luôn ấy. Mẹ. Hey, em bấm spam xong anh giết được em nhỉ? Em không giết được anh nhỉ? Ủa. Chứ cái đéo được sao nhỉ? Bạn là sao? Em hiểu. Như một con Dada mà là giết được anh Độ giết người. Đâu tao gọi anh giết được em không biết nói sao. Anh giết nhầm mày đúng không Đêm? Xin lỗi nha. Đúng rồi anh chém. Chém anh Độ vừa chém anh chém em luôn. Người tốt mà bấm cái nhanh quá. Đúng rồi cái kẻ báo thù đấy nó chém nhầm người được mà. Người tốt là người chết trước. Ai chết trước là người tốt nhé mọi người ơi, ghi vào. Là tao mày đấy khóa. Ui. Ủa phám chắc nhờ gái. Ui. Lâu lắm rồi mới được chơi con này này, con này xịn này. Ủa bang vật luôn mà. Ui giời ơi, random ra đa đa. Thằng Nhím lúc nãy đúng ra là mẹ mày nó bảo là thấy tôi chạy vào phòng. Thấy cái xác trong phòng tôi vừa chạy ra, mẹ mà tôi còn dám diễn. Mẹ ông quay ra ông ấy còn bảo là nhìn thấy anh Độ giết người ạ. Con cười to lắm. Ừ. Ủa nhưng mà con này giết được mỗi, ăn được mỗi xác ạ. Úi dồi. Ăn cứt thôi. Cái gì đấy? Thôi em. Thôi, đéo ăn đâu. Đéo cần phải ăn. Ơ, Hiếu. Hiếu làm đéo gì ở đây đấy? Đủ mà. Cái gì? Giết cái đéo gì? Mẹ mày bị tơ. Này, thằng Hiếu vừa làm nhiệm vụ của Việt chúng mày ơi. Chết cũng được nhưng thằng lồn này phải chết. Anh là anh tao là chết cũng được đi mày. Tao là thám tử, thằng lồn này màu đỏ. Giết người. Ok. Mày bị làm sao ấy, mày dở hơi à? Như nào? Mày nói kể lại xem đầu đuôi câu chuyện nào mẹ mày. Chết rồi kìa, có dép chết rồi kìa. Nói vấp vơ vẩn, nói kể lại mà. À. Tao là thám tử, mày là con vịt đỏ, lêu lêu, chết mẹ mày đi. À, em biết ngay mà, anh Độ vịt. À nào, thấy Độ đứng lau đèn. Lại đi. Giết cái đéo gì đi, mẹ mày đang delay vãi luôn. Chip ơi, tớ chỉ bị bắn rồi, tớ chỉ muốn nói là bạn hãy sống khỏe mạnh. Yeah. Ok, hiểu. Thế đúng là thám tử. Không không, bạn nghe tôi phân tích ra, bạn nghe tôi phân tích ra. Không 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 phải, không phải. Bạn đấy bạn phân tích đi, bạn phân tích đi. Thằng này bạn lâu lắm rồi nó không chơi vịt, nó không biết thám tử là gì cả. Nó là một cái chức năng đéo gì đấy, mẹ mày nó bấm vào chắc là nó hiện cái gì tình cờ màu đỏ hay là thằng Nhạc nó chạy qua có bông hoa màu đỏ trên đầu thôi là nó bị nhầm thôi. Cho tôi cơ hội để tôi chứng minh, tôi đã tao chứng minh được. Hợp lý quá, em tao là kỹ sư, tao có thể chui được vào trong bức tượng. Mẹ chúng mày ngừng vote đã xem nào, tao đang phân tích mà. Đấy, tao sẽ đi đây luôn anh Độ ạ. Tao bỏ qua nhá. Ừ, tao sẽ chui vào bức tượng để cho chúng mày thấy là tao legit 100%.
không cái giọng này giọng người rồi. Okay, okay. Người mà. Thế chắc tí anh Độ mà chết với anh Hiếu thì chắc chửi nhau vui lắm nhỉ. Thấy á, không phải thấy không? Rất nhiều người tin. Mẹ đèn thế nhở? Biết thế đứng đây thêm một lúc nữa đã. Mẹ thằng Hiếu lợn này. Để... Đâu nhưng mà mẹ. Em còn chưa nói dứt câu luôn á. Mày trách tao ăn cứt à? Mày là thằng đầu tiên chạy ngang qua tao luôn á. Ê, vừa định bảo anh Độ mình là bổ câu đấy, lỡ ra đầm ra chết luôn. Ui quả ấy, tao giết mày mà tao đứng đợi thêm một tí nữa là xuống tao kịp cooldown giết thằng Hiếu rồi đấy. Đâu hết mẹ rồi nhỉ? Ôi trời ơi, mẹ con vịt này. Ủa sao đấy bá? Ai mi đâu vậy? Cắt được hoa. À. Em vừa đi làm sứ mệnh xong. Vẫn ba thằng lồn. Đi lắm anh ơi, nó vừa đi lại. Về phạm hội anh em mình nhá. Thôi. Ủa? Sao hả? Ừ. Không sao, sao cả, bọn tao đang bàn chuyện chiến trường. Đồng quá, đồng quá. Đây cũng đông này. Chạy thôi. Anh em đi xuống đây xem một. Ê có quá anh thôi nãy em đông quá, đông quá. Thôi thôi để em làm gì nhá. Nhìn em. Đây em canh cho, em canh cho. Don't kill me play. Anh nhìn lén mình rồi anh Quang thấy không? Don't kill me play. Em qua đi lẻ rồi. Chỗ này đứng soi ông nhom tịt luôn. Nó đứng góc rồi. Ăn đó. Đây, nhiệm vụ. Em. Em biết bông ai là gì nhá? Là gì? Đi ăn chuông ấy. Chim chuông. Chuông đâu? Chuông đâu? Chuông là đùng đấy. Sao? Ủa kìa, chui đây làm đéo gì cái thằng này. Chuông đâu. Ai đấy ngồi FK rồi. Cái thằng bông mai đi. Rồi tao hiến tới ai vậy vãi á. Như vậy hiến tế. Chính xác bị biến đổi giọng được. Ừ không phải thua đấy, không phải thua đấy. Em trêu chị thôi mà. Hiến tế, phải hiến tế một người rồi. Em trêu chị thôi mà. Hiến tế bông mai đấy. Có ai đánh người không? Có ai đánh người không? Phải hiến tế đấy. Ôi giời, không phải em trên luôn. Ủa? Ôi giời, không cho mình. Ôi. Rồi, lôn rồi. Từ từ nha. Biết lôn bông mai nhỉ? Vót em đi. Họ vô đem đi, vô đem đi. Lúc này không phải em, trong kia nó kể đến lo mà. Nhưng mà sao lại... Vô đem đi. Vô đây, vô tôi đi. Không thua nha. Thôi, vô tôi đi. Nhanh. Vô đây, phải hiến tế rồi. Em chịu hy sinh cho cái làng này. Là sao? Không hiến tế là thua. Chết em là pháp y nhá. Ok. Bắn sớm quá, một giây em bắn là đẹp rồi. Ủa, sao lộ vậy Nhiễn? Em định tự sát. Nhưng mà lúc nãy em anh Nhạc nói với em là như là người Canada mà. Bịp thật. Ờ, hắt não mà. Bịp. Nãy bố nói anh là người Canada, nhận Ron Bo luôn.
Đâu, lúc đầu anh nhớ không? Đầu game anh sợ spawn với em xong anh nói với em không? Ờ thì anh nói trước mà tự nhiên tới bô bô cũng kêu vậy à, bởi biểu. Tôi chết công nghệ rồi. Sao lại đi post sang bô nhở? Bô là Canada hay sao đó? Bô là Canada hay sao ấy? Mày giết bô đúng không? Mày giết bô không? Không phải, mày em giết bô đúng không? Từ từ mọi nghe em nói. Em là Canada. Em là Canada này. Thôi. Ôi, xin tiếp đi. Anh đến con việc Canada mới ra rồi. Canada sao mày báo? Canada mày sao mày là... báo mà mày không biết? Mày là ca sĩ chịu đi. Đó có cao thủ. Mọi người em bị oan quá. Làm gì có lúc tao không đâu. Em có vịt mới rồi. Mày em một lần nữa. Ván này có 4 vịt rồi, có hỏi chấm nữa nhờ mọi người ơi. Ok này, giả vờ ngây ngô à, giả vờ ngây ngô. Ôi, giả vờ ngây ngô đi mọi người. Em. Thế mày là gì hả nhỉ? Em là cái gì ạ? Vẫn là Canada. Đúng gì? Nó là ngốc, nó là ngốc, em tin nó. Nhưng mà nhìn Canada mà. Skip nha, không biết skip nha. Skip. Chưa biết, chưa có bằng chứng cụ thể. Chưa có bằng chứng cụ thể. Đúng rồi. Ô, cút rồi kìa. Nè, biết thằng bồ à. Mẹ, ai giết bạn mình ấy nhở? Thằng ngu. Ờ, bố mày chết, bố mày giết được mày cơ. Ờ, ngu đéo gì. Bố mày Canada, bố đéo cho mày chơi. Ơ, nhưng bố mày đéo cho mày chơi. Bố đéo cho mày sống. Bố đéo cho mày sống cơ. Mày bố biết về Canada nhưng mà bố đéo cho mày sống. Ờ. Thằng ngu. Thằng thua đéo quan trọng nhưng bố mày giết được mày. Bố mày thắng. Mày chưa chắc thắng đâu, chưa chắc thắng đâu. Ủa? Ủa đéo có một con vịt nào đi làm mẹ nhiệm vụ chăm chỉ như tao luôn thề. Em chết sớm thế. Cứu được. Đi mẹ tao đen vãi lìn, tao vừa giết thằng Dep xong tao chạy ra gặp thằng Hiếu đang AFK thì tao đang đứng cạnh nó. Để tao đợi cooldown tao chém nốt nó thì mẹ nó trách phát ra tao luôn, chạy luôn ạ. Đen vãi cứt. Đâu, tao vừa thấy nó chạy vào chỗ hồ cá. Ơ, sao ai chết? Chết trình. Đây này, nó đây này. What? Mày đi giết người đúng không? Mày biết điên à? Cái gì nữa, mỗi mày đi này thôi á, mỗi mày đi lẻ thôi á. Hết vịt rồi đấy. Sao hết được? Hết thì mình thắng chứ. Quá chết rồi, Quang Bạch ơi, Quang Bạch. Ô, mở đèn, mở đèn. Mở đèn, mở đèn, mở đèn, mở đèn. Mở đi, mở đi, mở đi. Đây rồi, rồi. Quá. Đéo đớp luôn đi nhở. Quang Bạch tình hình như nào? Ủa, vẫn 7 bạn đây, vẫn 7 xác nhau mà. Chưa ai chết thêm, Chưa, chỉ Trang chưa chết. Đang đi đâu rồi? Làm dụng nào. Đang check, vẫn đang check. Ủa sao lắm nhiệm vụ lắm. Fuck. Không học nữa. Ôi tối lắm. Tối lắm. Ê được rồi, được. Vẫn thế, vẫn bày xác. Thế nhỉ. Một nhiệm vụ quá. Tiếp ơi. Anh cho làm đi. Em xong rồi. Nhiều nhiệm vụ lau chanh nữa. Anh Huy ơi. Đây. Vẫn thế. Đi. Đi vào bấm. Sao ta không bấm được chuông hiểu Quang nhỉ? Thì bấm rồi. Họp à? Mày bấm đi. Giờ chả có gì xảy ra cả, nhiều nhiệm vụ quá. Vấn đề là bây giờ đéo có thông tin gì bạn ạ? Ủa đây là Zaron mà. Bây giờ vẫn thế này. Từ Zaron làm gì vội, bởi vì không biết là có con ám sát chết hay chưa. Bông Mai nếu mà nó là ám sát là bắn sai thì nó chết hay là nó bị ám sát bắn chết.
Cái thằng Ben cũng bị gì à, đúng không? Ben bị thằng Bông Mai gì à? Đâu, nó đứng với em rồi. Nhưng mà lúc này anh Quốc đã rút rồi. Ừ, anh ra từ đầu mà. Ừ, mà anh ngồi chính xác hôm nãy giờ này. Hai anh Quốc đều ra luôn. Ừ, đúng. Chị cũng đúng. Thế, chị ra rồi. Mày là gì Huy? Em có súng, em có súng. Rồi. Của anh Khôi AFK kia tính Tùng Béo là cái gì? À mà không, Tùng Béo đi với em lâu lắm. Không, 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 AFK là coi như nó kích ra khỏi rồi. Tùng Béo nó ngỗng à? Có qua là mất chị lắm rồi. Chị là ngỗng. Ôi bây giờ cứ đi lại. Ủa là sao? Sao hai ngỗng? Ừ. Hai ngỗng nữa. Sao Tùng Béo ngỗng mà chị đang lại ngỗng nữa? Hả? Giang hết đấy. Ủa? Wow, bây giờ lòi ra này. Mẹ thiết thằng Phát. Huy ơi, chém. Ông ra. Tạo này như đúng là nó rồi. Từ đó xong thể chịu cũng được. Em đi từ đầu. Là nhiệm vụ đi. Chắc hơi hực. Tìm Phát đi. À tìm. Ui à. Mẹ ông Huy ấy khôn tết nhở. Sẽ chọn random ấy, xong nó dính vào ấy, hiểu không? Quá trời nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ một cái. Thôi Huy ơi, mày đi qua được cái cánh cửa đấy à Huy? Vâng, anh bấm nó tên em mà, cửa tên em mà. Cửa nào đây cho đang đi với. Cửa dưới góc trái nhỉ? Bây giờ không người nó không giết, xong cũng chả có thông tin gì, đéo biết đi nào. Đi làm nhiệm vụ đi. Bảo đi làm nhiệm vụ đi mà. Ok. Biết. Ờ em đang làm nhiệm vụ đâu mà thắng. Em có nhiệm vụ lắm. Ờ như là làm nhiều lắm mà. Làm được hoài luôn á. Ý là không, ý là người là... khác làm hộ cho được mà đúng không? Đúng rồi. Ai đi làm nhiều là được á. Đi làm nhiệm vụ chúng luôn à. Ủa thế vào rồi nó còn không có đai à? Nhiệm vụ phải đai chay rồi. Ừ, đéo thấy nuốt gì cả. Chú lên ít đi. Chú không nuôi anh một rau. Một rau, chú một chơi rau kiểu nuôi gì con ấy. Mà anh chip. Ơi biết vậy em bắn Tùng Béo rồi nó đã đan ơi. Biết rồi, nhưng mà tao bỏ cho qua tao nó nói chuyện tí đã. Tao là chú là nhiều nhiệm vụ chứ. Làm mà văn cuối không nghỉ nhỉ? Thằng Khôi đi chúc con rồi. Làm văn cuối không nghỉ đây. Thế cái đầu gối tôi trước bị xước giờ nó lên da non khó chịu vãi. Cái gì cơ? Mẹ muốn bóc kiểu giật muốn phát ra đi. Kẻ cắp danh tính, cắp danh tính. Úi dồi ôi. Mẹ. Họ bị giả dạng ấy. Phế thế nhờ. Không, con này là giết xong nó biến thành người kia. Ồ. Cũng được. Với kinh nghiệm làm cảnh sát trưởng của tôi thì rõ ràng là tôi sẽ trở thành một thám tử tài ba. Chắc chắn là như vậy rồi. Thế tôi đi điều tra mấy con này. Ôi 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 ôi. Ôi ôi. À, em Khoa Cao Lãnh à? Yes sir. Em đi đâu ấy? Đang đây.
Ui, em là Dada, em chăm làm nhiệm vụ thế. Ui giời, em Dada đúng không? Ui, em không làm nhanh là mẹ nó tìm nó giết em đấy. Cố lên, nào, cố lên, anh cũng Dada xong đấu. Cố lên, nhanh, nhanh, nhanh lên. Mẹ, chúng nó làm nhanh lắm em ạ, không phải đéo kịp đâu. Mà anh phải làm chứ. Mấy nhiệm vụ rồi, không nói thế tao đéo phải Dada nhưng mà tao nghĩ thằng này sắp chết có mẹ rồi. Cố lên bộ, từ, có người hiến tế rồi bộ, cứ đi làm nhiệm vụ đi đã. Cố lên bộ, đúng rồi, làm nhiệm vụ đi, nhanh. Come on, chấp, nhanh lên, cố lên khoa. Cố lên, lên trên. Cố lên khoa. Come on. Kịp, cố lên. Không, bình tĩnh mà xoay, xoay từ thôi. Xoay từ từ thôi. Sao? Chúng mày không đi hiến tế à? Tao đang giúp nó, trời ơi. Đi hiến tế đi. Cố lên, đừng, có người hiến tế rồi. Bộ, tập trung vào bộ. Mọi người ơi, lấy mọi người biết ai đi cùng thằng Bô được chứ? Người đấy chết rồi. Cay thế nhở? Buồn, tao cũng nhìn thấy rồi. Không phải tao, em giết như thế, lộ quá. Không, mày ơi, tao đứng ở trong phòng đốt đi Khoa. Nhưng mà lộ thì sao? Không, thực ra là có em với cả thằng Bô với cả anh Đô ạ. À thế à, thì có 2.000 vậy. Tao chỉ nhìn thấy xoẹt một phát trong. Nhưng mà em nghĩ là thằng Bô, em nghĩ thằng Bô, không, em chỉ nói thật thôi. Em nói em nghĩ là thằng Bô. Là người giết anh Đô. Tại vì không phải em giết. Thì bạn đã đa mẹ rồi. Không phải em chiếm sao ấy. Chỉ là trong cái lúc đấy là có em phát với ảnh Bô với ảnh Độ. Đấy, thế em nó cái thấy gì cả này. Tao thấy mỗi thằng Hoa. Ui giời ơi, bây giờ tí anh Độ đi với anh Độ đi chung với em để em xem làm nhiệm vụ. Em với anh Độ chi lộ thế, em non đấu non như vậy được. Em đâu có non quay ra. Bây giờ quay ra thấy xác có mỗi mày. Ui giời ơi, có dịch tàng hình nó giết mọi người ơi. Tỉnh táo lên. Đâu, xem có tăng hình không? Thế thôi, skip tập trung vào, chơi game tập trung vào. Đa chấm lưu với đa là phát. Không biết đâu. Đấy. Có mỗi hỏi chấm nữa mà. Ai cảm ơn Dương không? Phát lấy ít rồi, thằng Phát đi. Ủa kìa, đi mẹ đéo vốt nó luôn ạ. Từ đầu. Em vẫn nghĩ là thằng Bô đấy anh ạ. Nó, người nó. Anh nghe ít nào. Qua mà. Ủa, à chết mẹ mày chưa. Qua mà mới lâu cho nhiều. Quậy. Chết nó mày. Con cũng sợ kiếp đấy. Không phải anh phải mẹ mày. Mẹ tao tưởng mày là Dada, tao còn đi theo cổ vũ ạ. Em bóng nhầm đấy. Thề. Cay vậy đấy. Này em mới buồn nè. Lâu lâu làm được trận Dada 5 phút. Chơi được 5 giây mà quay nuốt mẹ luôn. Ok hả? Bị nuốt à? Vâng. Em còn làm đúng cái nhiệm vụ nên giết được thằng Nhím rồi đó. Tao tưởng quay mày bị ngang quay nuốt luôn. Tao tưởng mày bị thằng Nhím giết. Chọn 2 cái rồi đấy. Còn cái nào không? Mình họp. Thôi á, con nó bung mai với nhạc thôi. Đồn hết rồi, đồn hết rồi. Chúng mày tránh nha. Không, ok. Chúng mày tránh nha. Nó sợ kìa. Không. Ui giời. Mẹ mày chạy chậm như rùa. Chạy vãi lồn kìa. Hay đấy, hay đấy. Được rồi chứ. Cho mày bom tao. Tao thấy mày, tao phải sống chứ. Mày yếu bị bom nổ chết à. Cái giật xui thế nhờ. Anh Quang nuốt em thì Nhím à. Mẹ. Còn cái nhiệm vụ là giết được thằng Nhím rồi. Ai bảo lại vậy? Em. Có Lê Khôi ở đây này. Em ơi. Khôi mới vào lại. Vừa đi cho coi nó vừa khóc ấy. Thế thôi Khôi lỡ vào rồi anh em làm trận cuối cùng không kể đi. Rồi đi. Rồi trận cuối đi. Bố ơi đừng có chết lúc đầu nữa xin đây bố ơi.
Người đổ ra đi. Nhưng mà bố sao lúc đấy mày lại chém. Nãy giờ em tổng số 13, số 14 rồi. Linh ơi, quài tao mấy trận số 15 rồi đấy. Vãi cả cứt. Tên vãi biểu nè. Cứ chém đầu tiên thôi xong chết. Chạy đây, tốc độ em ơi. Nhanh. Đốt. Ôi, suýt thì thằng đi số 1. Thằng số 2. Thằng nhím thích cảm đá đá thế nhở. Nỡ. Random anh ạ, random. Thì em chỉ toàn là người Canada nè. Ui giời. Bồn ông. Ôi, chọn hết rô ngon điều rồi thì. Ui, cao thủ kìa. Ui giời. Ba vật luôn mà. Thôi, dưới chắc toàn ngẫu nhiên nha. Anh em phải ngẫu nhiên thôi. Cho cãi nhau đi. Rồi, kẻ đeo bám chắc chắn là thằng nhím rồi. Chính là mày, đúng. Nó anh ạ. Nó sẽ theo đeo bám anh ấy, Miu ạ. Em biết. Phải giết nó, em sẽ giết nó đầu tiên anh ạ. Ui giời. Mẹ lại đa xong đấu. Hay lại thằng nhím rồi. Không phải em. Em ta đúng là ngỗng ba gang này. Ui làm sao biết được là khi nào mình được chém nhở. Chưa bao giờ em thấy anh Độ nhiệt tình đi làm nhiệm vụ như này luôn đấy em. Chạy đi. Chết cả mẹ rồi. Lộ rồi. Đi bạn đeo chém nó thì nó chém mình thề. Mọi người ơi, em để ý nghi vấn của anh Quang và em đi theo anh Độ thì anh Độ lướt qua phát chém chết. Chị... Ai nhở? Ai màu gì ấy? Nói chung anh Độ là Dodo. Anh Ben. Đấy. Câu chuyện nó đơn giản thế thôi. Mày thì, đây là, anh bảo rồi. Anh là gì không quan trọng nữa, đúng không? Bây giờ mình hãy để ý vào mẹ mình ba cái chết kìa. Là trừ cái xác bánh giết ra sao không? Anh vâng. Nhím chị Trang với lại cả thằng Huy rồi. Ừ. Thôi anh Độ lộ rồi, không cần quan tâm đến đấy nữa. Được rồi, anh Độ ok rồi. Đang ít. Em nhận rồi, gọi luôn. Bây giờ tìm mấy đối tượng kia kìa. Em nhắn Ron luôn nhá, em là cái EOL á. Thì chạy qua chém trước mặt thì là đang em gì nữa. Em là cái EOL. Em là cái EOL. Em là cái EOL. Một tuần, cái EOL cái đéo. Là người nổi tiếng đó mày à, mày đéo biết tiếng Anh à, ngu đây. Chết nhiều này chắc bổ đông nuốt rồi. Nếu là mùa đông thì... Ai có phận sự gì thì chém nốt anh Độ đi cho xong nhỉ? Ok á. Rồi anh Quang Bạch thôi. Mùa đông Quang Bạch, từ mùa Quang Bạch mùa đông. Vấn đề bây giờ vẫn còn khoảng 3 con vịt đấy. Tôi võ ăn đỏ PC.
Bây giờ nhá, rõ ràng là nếu như mà tao lộ rồi ấy thì tao là ngỗng, tao có ích cho cái làng, tại vì tao vẫn có một phiếu bầu của tao đúng không? Một vote. Thì tại sao chúng mày không để tao cống hiến với mọi người đi? Đúng không? Giết tao có tác dụng đéo gì? Đúng không? Được, được thế phụ. Hay là vote anh nhỉ? Mẹ đa đa xong đấu này khó chơi quá, khó kích khủng luôn ấy. Thà nó là đa đa thường ấy thì mình còn diễn dễ diễn, đây lại còn mẹ ui giời đông thế. Chị bạn đội cũng đau đấy à? Ờ. Chồng nhớ. Người này. Ôi, tha tôi bạn ơi. Thôi. Ủa? Cái đó đốt được. Đen trên này. Cái đó đốt được. Ô kìa, bắt lửa rồi. Sao đốt được nhỉ? Đây 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 đây, đây. Em đốt. Từ đã có điện đi anh em ơi. Ủa? Tại sao đéo ai quan tâm đến ba cái chết lúc nãy nhỉ? Mọi người cũng đéo phân tích là tại sao lại chết lúc ba người nhỉ? Có thông tin thôi. Không có thông tin ý. Ủa thế mọi người phải loại trừ ra là ai đi với ai các kiểu chứ. Tại anh lộ quá đấy. Nên là mọi người tập trung hết vào anh. Bây giờ thế này, bây giờ anh bảo anh em quay lại đây hết đi. Bây giờ có ba anh em đúng không? Đây đây anh bảo, đây 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 có 6 anh em này, về đi đi về đây anh bảo, về đây anh bảo, về đây anh bảo, về đây về đây về đây về đây về đây. Đấy, mày thấy không? Còn 4 anh em đấy. Đấy, sau một hồi đi là bắt đầu rơi mất một thằng rồi đấy. Bây giờ nha, 5 anh em mình đứng đây. Tí nữa kiểu đéo gì cũng sẽ có người chết. Anh em mình loại trừ ra phát là anh em có rất nhiều thông tin. Đấy, mày thấy tao có ích cho cái làng này chưa? Nếu như mà mày giết tao sớm ấy. Đúng. Em bảo. Hả? Để em đi làm biter. Biter em đéo gì? Anh tự đem một tách ra. Xung phong nhỉ? Bây giờ thế này, 5 anh em mình gặp nhau là cái duyên rồi, đúng không? Giờ anh em mình ra roll đi. À đi nhặt chuông nào. Mình đi nhặt thế mới bảo em là biter á. Đi nhặt. Đây rồi. Chuông đây rồi. Đi. Rồi, là xong rồi. Làm mất quang bạch rồi anh ơi. Anh không sao, anh qua Canada anh ạ. Không, ai chết nha, vẫn chưa ai chết nha. Vẫn chưa có ai chết nha. Đấy, bây giờ nha, câu chuyện này. Rõ ràng là anh em đã nói nhau thế rồi, sau khi nhặt chuông xong phải tự biết quay về chỗ cũ để điểm danh, đúng không? Đúng. Thằng Quang Bạch là nó có ý nó muốn tách ra. Ui, anh ơi không được. Đi chung, hai người chết rồi. Đấy, anh em loại trừ được, thấy chưa? Loại trừ. Đi, được rồi. Thế còn hai người kia. Em đi với anh Khôi, xong rồi gặp anh Quang Bạch đi riêng. Xong rồi anh Khôi đi theo anh Quang Bạch, xong rồi tự nhiên có hai cái xác. Anh Khôi là cả xác chữa với sao ấy. Xong anh Khôi giết Quang Bạch à? Hình như em vậy. Còn phương là hai cái xác. Legit. Không phải không phải Nghi Bô. Nghe là cũng có lý nhỉ. À tình huống như mà thế này, nếu như mà là anh Khôi giết thì anh Quang là Canada mà thì phải báo chứ. Ai báo? Đúng. Hay là anh Nhạc lên Quang? À không, anh Nhạc lại báo sát anh Khôi. Anh não vậy. Thế anh Quang Bạch không phải Canada đâu. Không phải Canada đâu, fake. Bây giờ thế này đi. Em là dân phòng này. Mọi người ra roll đi. Không ám sát đâu. Em dân phòng nhá. Em là kẻ rình mò, nhìn được xuyên tường. Ngày nãy giờ em cứ soi bô, nhưng mà bô lấy ít toàn đi làm nhiệm vụ thôi. Không chờ mai. Lúc đầu anh nghi em soi. Đã báo người nói tiếng rồi mà không tin. Tao là pháp y nhá. Thế thằng bộ ngoài thám tử, thế thằng Quang. Em là đầy thầy. Thầy đâu? Bố mày là thám tử, chứ thằng bố mày ngươi em mới là thám tử này. Bố mày mới là thám tử. Đừng có xạo lồn. Mày đừng có điều. Vốt bộ mày, vốt bộ mày. Mày là thằng giả dối. Rồi, vốt thằng bộ mày đi. Giọng thằng Tài. Đúng. Yên tâm. Giọng của thằng Tài. Tao sẽ giết cả hai. Real. Mặc dù tao là pháp y nhưng mà tao đã từng làm cảnh sát trưởng, nghiệp vụ tao nắm rất là chắc, yên tâm. Thằng Tài rất là con ai của nó, thằng Tài. Nhưng mà sao thằng em nhận trước mà, thằng Tài nhận xong mọi người tin thằng Tài. Mày đừng có điều. Đúng, đừng có điều. Ôi điều.
không? Đâu. Anh em mình lại về phòng thôi. Về không phòng, về phòng vậy? Sao người tắt hết vậy? Sao anh đổ không nói gì vậy? Hiếu ơi, Hiếu ơi. Yes sir. Sao mày giết người Hiếu? Tao giết ai? Tao report mà, tao cứ có xác mà. Không, em nghĩ là không phải anh Hiếu đâu. Anh Hiếu chạy đến cái xác, anh Hiếu phải đợi một lúc anh Hiếu. Xác ở đâu Hiếu? Hiếu nói cho bạn đúng vị trí và bạn biết ai là người giết luôn. Cái phòng mà có ba cái chỗ màu xanh lá, và có. Hoặc là cũng có thể anh Hiếu, tại vì em cái thấy anh cái chỗ mà có cái biển biển á. Cái cột cạc gì? Cái chỗ mà mày làm cái nhiệm vụ để tắt đèn á, cái trên bên trên vụ đấy. Cái phòng mà xoay ở trên góc cái... bên trái. Ở bên trái trên. Cái phòng xoay xoay loa radio ấy anh. Ừ. Trái trên. Thế thì chip già vừa chạy từ trên đây xuống. Tôi là kỹ sư bạn ơi. Em là kỹ sư. Em là kỹ sư. Mày cá gì? Ở cá gì ở kia? Chơi game mà cá chú. Bây giờ không thể nào giết nhầm người nữa. Tôi là kỹ sư bạn ơi. Thế giết thằng Khoa đi. Về thế này nhá. Không cần. Không phải. Bây giờ tất cả mọi người bỏ qua, sau đấy tập trung hết ở cái chỗ cái tượng ở phòng bên trái bên trên đấy. Ai chui vào tượng được thì là đúng. Xong rồi còn lại thì nhạc giết thế thôi, okay. Đúng không? Chết mẹ mày chưa? Tượng nào để tao tới? Cái tượng nào? Nhưng mà vịt thì mà không chui vào được. Đúng. Bây giờ chỉ có cái thùng gỗ ở gần chỗ hiến tế ấy. Có cái thùng cái gì là thùng rượu ấy. Đấy. Thùng rượu là vịt không chui vào được. Bố em soi nãy giờ. Kệ. Đi xuống đi. Tao chứng minh cho. Thùng đéo nào chỗ hiến tế nhỉ? Thùng nào nhỉ? Mối anh ơi. Đây. Đây mày chui vào đây đây, mày chui vào cái thùng này đây. À. Đấy, để nhìn tôi chui. Bị chém người đấy mọi người. Nhưng mà em rêu. Thấy chưa? Em bên giang. Giết thằng bố đi. Sao em soi bộ toàn đi làm nhiệm vụ ấy, em thề giết nó. Không. Sau khi tôi quan sát và tôi phân tích, tôi đưa ra kết luận như sau. Phải giết thằng bộ. Đúng, giết nó. Để mẹ dí cho vui là phải giết. Đúng. Em nghĩ là vui. Giết em là thua đấy. Có thể một dân. Cái mẹ hỏi thua cũng được. Có thể là mẹ mày dí tao. Cái có đẹp đấy. Lại thua. Nhưng mà đấy, rất là lạ đó. Em là nhìn xuyên tường, em soi bô phải kiểu 30 phút chỉ thấy bô đi làm nhiệm vụ. Thế bô làm gì cả? Thì người đó điện bô chạy qua em. Người đó tính phát sâu như thế được sao? Không, giết tao đi, giết tao đi. Chứ em nó dám lúc đầu em còn nghi bô mà. Nó dí tao này. Giết tao bố. Em nghĩ nhá, bây giờ nếu không phải bô ra không cần bô đâu anh ạ. Thì một là bút sai là bút đấy. Không cần sai được. Mày thấy từ nãy đến giờ tỷ lệ người chết rất chậm không? Chứng tỏ là chỉ còn một con giết người thôi. Bút đi. Thế đây em bút. Nhưng mà nếu sai thì em nghĩ là chỉ Tài hoặc là anh Hiếu. Không, thằng Hiếu mới là thằng có biểu hiện nghi vấn này. Tử men. Phật ơi, hãy cho tôi quân chương MVP. Sao nhở, em soi thấy toàn bộ đi làm nhiệm vụ á. Nó muốn đi ngủ rồi. Kệ đó. Mày, bạn ơi. Bạn đi ra chỗ khác này để tôi gì đây. Thank you.
Bây giờ mà để vịt chém thêm thì mày là gì sao đấy? Bà? Từ từ em đã. Là cái dính máu người cơ mà. Đây bạn. Em nó bảo không phải bô thôi mà. Này. Bây giờ đây bạn, anh phân tích cho mày nhá nhá. Tại vì số lượng cũng nhiều chứ. Lúc đéo nào cả làng ngồi họp với nhau, mày cũng luôn nói là lúc đéo là mày cũng đi rình mò thằng bô, mày cũng vào mày bảo mày là thằng này rình mò, mày chứng minh lúc nào mày cũng rình mò. Ủa, anh em soi bô thật. Còn đây nhá, đem hỏi anh Hiếu đúng một cái vấn đề lúc đấy. Anh Hiếu có thấy lúc đấy là cái phòng ở bên trên là anh có thấy em không? Hả anh Hiếu? Anh không thấy em đúng không? Anh Hiếu. Lúc nào? Lúc mà anh bảo cái xác ấy. Anh bảo cái xác ở bên trái ra, ra luôn lại. Tao là kỹ sư ở nhà cái gì nhỉ? Là em nhìn được xuyên tường, em thấy anh Hiếu là đứng ở trên cái xác mà làm sao là em được? Độ là gì hả bạn? Tôi thôi tôi đéo cần biết bạn là gì, bạn đang theo người rồi. Bạn đang theo tôi là bạn theo người rồi. Đúng 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 đúng. Hồng đếm này chắc thám tử. Đếm đếm là giết rồi. Từ trước rồi. Thế thì có thể là anh Hiếu, tại vì là lúc này em soi đó, thấy Hiếu đứng ở cái xác một lúc. Medium là cái đéo gì? Medium rare à? Medium rare. Medium mẹ, là mày thịt bít tết à? Medium. Đã biết medium tiếng Việt là cái gì? Biết medium, biết medium thôi. Như là thầy đồng mà. Tao là well done. Thế lúc nãy thế thì vô anh Hiếu, tại vì lúc nãy nếu mà có cái xác thì anh Hiếu phải medium. Khám chứ. Đúng không? Medium khám cái gì? Khám xác. Khám xác để thầy đồng medium. Như là thầy đồng thì phải xác bao nhiêu xác đấy? À thế à? Tháp đi là khám phải không ta? Thế không bây giờ nhạc ra gặp Hiếu chém luôn đi. Được. Còn không thì vô tài đấy. Anh Nhạc ra. Ok là cho là anh Nhạc. Nhở. Không. Ở trong Nhạc giống phách lắm. Tại vì anh Nhạc nhận là dân phòng mà cái tầm này thì. Với cả là thằng Nhạc nãy giờ đéo phân tích một cái gì cả, nó chỉ bảo là nó là dân phòng thôi em ạ. Dân phòng nãy chơi giết tài là giết luôn rồi. Mày có tội, Nhạc phải rút ngắn tỷ số. Anh nói giết đâu. Hiếu. Dạ, à đây rồi, đây rồi. Nhạc. Bấm đi em. Bấm đi. Bấm nhá. Bấm đi. Bấm đi, bấm đi. Bấm chưa? Bấm đi, bấm đi, bấm đi, bấm đi. Mà anh Hiếu không giết em anh ạ. Đi mà thế là có uyển khúc gì ở đây này. Nó cam tâm, nó chịu chết em ạ. Drama đúng không? Đúng rồi. Ừ. Anh Hiếu không chết. Đúng rồi. Drama. Nếu như mà nó là Việt thì bây giờ nó phải phản kháng lại. Ủa? Đấy, anh Hiếu vừa chém. Em thấy anh Hiếu nhảy. Ủa? Anh Hiếu tửng lên cái. Ủa sao tao thấy anh Hiếu nhúc nhích nhỉ? No. Không à luôn. Mẹ chứ mình nếu bây giờ từ lấy giờ không làm gì. Em soi anh Hiếu, em soi anh Hiếu, mọi người chuyện nhiên giết làm cái gì. Em soi anh Hiếu. Anh Hiếu đỏ, anh Hiếu đỏ. Ấy. Em là thám tử cô Lan mà. Ai còn lượt rung chuông không? Sao? Ai còn lượt rung chuông không? Đây, tôi tóm tắt lại cho là như này. Là thằng Nhạc với thằng Hiếu đứng ghé mắt nhau, hiểu không? Thằng nào chớp mắt trước thằng ấy chết, thế là thằng Nhạc chớp mắt cái thằng Nhạc chết mẹ luôn. Hình như thằng Hiếu giết cũng không phải Hiếu. Nữa. Em thấy Hiếu nhảy đấy là mà. Lúc đấy là đúng ra là không có gì xảy ra rồi. Nhưng sao? Nhưng không, nhưng mà anh Độ với anh Chip còn ai còn lượt rung chuông không ạ? Không thôi, bây giờ vote thằng Hiếu đi, bây giờ vote thằng Hiếu thôi. Bây giờ nếu như mà vote thằng Hiếu nhá, mà đéo phải nhá thì chỉ còn thằng Tài thôi, thằng Tài nó phách thám tử đúng chưa? Đúng. Hay là anh Chip không thể nào phách được. Thùng ta. Không. Mẹ chui thùng làm sao ở chỗ đấy phách được? Mẹ làm sao đấy? Đừng suy nghĩ phức tạp. Anh soi anh Hiếu ra rồi mà. À. Thì đấy, bề mà đéo phải thì có mỗi thằng GK thôi là xong đúng không? Trông Hiếu đéo cãi thì đúng rồi. Ê, đúng là Hiếu rồi. Tuyệt vời quá. Thế, Hiếu chém đúng em như nào? Trời ơi. Ôi giời ơi, bốn nông nhạc, nữa. Nhạc, bốn nông. Nhạc là còn bốn nông nữa. Cứt. Em nút nhiều người, em có nhiều thông tin lắm mọi người ạ. À. Vui quá. Em đến đông người thế mà anh độ xuyên được hay nè. Em nghĩ lú quá. Tao chỉ xuyên được mỗi mày thôi mà, tao có xuyên được ai đâu. Thì anh xuyên đấy cho người ta nghi ngờ chứ anh xuyên đấy, người ta biết anh là đô đô đi, anh xuyên em làm cái gì. Đi phải đéo xuyên nhanh nhỉ, mày xuyên mẹ tao à. Tôi mới là kỹ sư. Ôi, nghỉ thôi. Người nổi tiếng mà anh Khoa gì anh Chip ạ, the fuck.